Hello and what is good everybody, welcome back to my channel and it's your boy. Ok, thì ở cái reaction video trước đó cho chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tập 2 thì tôi có nói là nếu mà cái video đó của tôi đạt được 2.500 like trở lên thì tôi sẽ dẫn bạn gái tôi lên video. Nếu mà cái reaction video này được 2.500 like thì tôi sẽ rủ bạn gái tôi lên đây và chúng ta ngồi xem chung với nhau. Thì tôi sẽ, mấy bạn biết tôi là một người rất là giữ lời hứa. Thì đây, xuất hiện đi em, xuất hiện đi, xuất hiện đi, yeah. Thì đây là bạn gái của tôi và nói chung là cũng là kiểu nhân viên văn phòng thôi. Nên là nói chung là hai đứa tôi là hai người bình thường, cũng như là đại đa số mọi người ở đây. Yeah. Rồi, nói gì đây, xin chào mọi người đây. Nói lớn lên. Hello mọi người. Đó, ok, thì hôm nay thì chúng tôi sẽ check qua tập 3. Thì hôm nay là chiều chủ nhật. Thì tôi để dành cho ngày hôm nay thì tôi với bạn gái của tôi. Em tên gì, em giới thiệu mọi người cái. Mọi người, tôi là Mia. Mia, ok chưa? Ừ, rồi. Thì tôi với lại bạn gái tôi Mia sẽ check qua cái tập 3 này của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ok, cùng với mấy ông. Thì để xem coi là coi trong tập 3 này có những cái màn trình diễn gì hay không và nó như thế nào. Ok, không có thời gian nữa, check qua tập 3 này thôi. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của tôi thì đừng quên để lại một nút like cho cái reaction video này, vì tôi là một người đã giữ lời hứa. Và đừng quên để lại một nút subscribe nha. Ok em. Ok. Ok, ok, let's go. Và không có thời gian nữa, tới phần reaction thôi. Và đừng quên share qua địa chỉ TikTok, Facebook và Instagram của tôi. Ok, vô. Ok, bắt đầu thôi. Rồi, như thủ tục như mọi video, nói liền. Ba. Đừng quên. Để như hút được mỗi video thì sao? Đừng quên. Trước khi bấm video thì đừng quên. Đừng quên. Uống nước nha, lấy một chai nước hay nào. Tôi có chai nước này. Yeah, đây không phải là quảng cáo nha, đây chỉ muốn nhắc nhở mọi người uống nước thôi. Always stay hydrated. Ok, let's go. Uống miếng nước thôi, let's go. Uống miếng nước đi nào, let's go. Có thể là cái màn hình video thì chắc là tôi sẽ để ở phía trên, tại vì ở đây thường tôi để dưới này nhưng mà che rồi, nên là chắc maybe tôi sẽ để ở trên, nhưng mà để tôi coi nào hợp lý nhất, nhưng mà khả năng cao tôi sẽ để ở đâu đó ở đây trên này. Ok. Ok, bắt đầu thôi. Để ta nghe đi em. Xin thông cảm đi, này là lần đầu tiên người ta lên video. À, không có nhiều kinh nghiệm ha. Thông cảm cho người ta. Ok, bình thường. Rồi, let's go. Gì vậy? Gì? Mà lên video ăn cóc được không? Được. Dạ. Bình thường là mấy ông biết là tôi không có ăn uống gì, tôi chỉ có uống nước thôi. Nhưng mà do là hôm nay có bà đem đồ ăn, bà hay ngồi, bà hay coi ăn này ăn đồ nè. Tôi không có ăn nhưng mà đây là mời mấy ông nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. À. Phép nha. Ăn miệng ra đi. À. Nè, bỏ vô miệng. À, bỏ vô miệng. Ừ. Đó, em ăn đi, em ăn thôi. Chơi nè. Trà bút non T365 ngon đỉnh cao.
thấy đứa nào nữa, ghê quá, cái tiếng này ghê quá. Anh nhớ tới điện thoại của em rồi. Đi đánh đăng. Nó vang dữ vậy ta? Cái của tôi không. Chứ của ai nữa vậy? Của tôi. Anh nói người ta kìa, phát phát chưa khỏe hẳn đâu, nằm xuống đi. Phát chưa khỏe hẳn đâu, nằm xuống đi. Chưa có khỏe hẳn đâu, nằm xuống đi. Nằm xuống đi. Thằng ta chú ra tôi còn đi được, tôi còn đi vệ sinh này kia nữa. Ủa hai tay nó để trên mà. Ủa trời ơi, vậy đi. Thôi thôi, hai cái tay phát đang để trên người nó mà. Nó có ôm em đâu, xem hoang tưởng gì. Vậy đây, kéo nó vậy đây. Đây nè. Đôi một quả đá vào đầu, tình ngủ. Giống cũng thiên hôm qua. Sao ngồi vậy được luôn rồi. Trời lo vậy đó mà con ơi. Vạn dặm đều khởi đầu từ một bước chân. Dạ. Các anh có những bước thật dài với mọi nỗ lực và cống hiến để đến với ngôi nhà này. Anh đọc gì anh? Đây có một cái bảng nè. Trong tương lai, thử thách sẽ nối tiếp thử thách, chui rèn những chiến binh lửa của gia tộc toàn năng. Wow. Như một sự động viên trầm lặng, thầm lặng và san sẻ. Thành viên thứ 34 là Hòm Thư vượt chông gai sẽ luôn có mặt ở đây bầu bạn tâm sự chia sẻ. Mà thầm kín hơn. À 34 là kiểu tiến trình đó. Giết rồi, giết cái đó là máy ảnh là giết cho mọi người mà. Giết cho mọi người hả? Giết cho bản thân. Ai biết, anh nghĩ là giết cho mọi người. Rồi giờ anh giết bức thư của anh cho mọi người đi. Trời, có ở chổng đâu biết. Ví dụ tham gia đi. Coi ở chổng đâu biết. Chán thì có ở chổng, phải ở chổng người ta mới biết giết gì chứ, ngộ quá. Vô con giết cái An Cường, giải pháp gỗ nội thất cho mọi nhà. Ai đâu giết gì? Đi đâu vậy? Chưa ra khỏi vườn luôn. Em Vin ơi. Ôi dồi, che lại. Không, chương trình sẽ tự làm một. Dũng ơi. Nè. Giờ chương trình không thể thiếu anh được. Phát đó hả? Ừ. Wow. Đưa ra kịp đó hả? Mà nói sao khàn tiếng nha. Dạ, Jason. Alo, Jason đây. Ủa hay vậy? Dạ, Jason. Alo. Ngày nào thì chị nhất bàn, nhất phòng ấy. Dạ, Jason. Mày chiếu lớp, lúc nãy đã chiếu rồi chứ. Anh lên, nó chiếu rồi. Jason. Dậy ngay thôi. Em là cái đứa chuyên môn này, 6 giờ cũng dậy nha. Mà cài báo thức. Mà cài báo thức cũng biết chi nữa. Ngáy thôi. Rồi cái gối kia này, cái gối ấy của nó này. Wow. Rồi cái gối của nó này. Cái gối này. Đây là cái gối. Đây là cái gối gì đấy? Gối thối. Đúng không? Cái chăn thối á. Ông gọi ta gọi. Của con nít á. Đúng không? Đây gọi là cái gì? Gọi là cái gối gì ta? Gối thối. Đúng không? Trẻ con có cái chăn thối. Chăn thối từ bé với non của nó đấy. Thì đây là cái gối thối của cây trần nha mọi người. Nè, xin giới thiệu nha. Trời ơi, dễ thương chưa? Ôi ghê. Nhập pin quá vậy.
sáng rồi. Ơi, hello anh trai. Hello em. Good morning. Good morning. Hôm qua ngủ ngon không? Anh ngủ ngon. Hôm qua Subin không có chăm nên là lên nằm ngủ với anh luôn mà. Anh này tên gì? Một, hai, ba. Bùi Công Nam. Hay vậy ta, giỏi giỏi. Sỏi săn cừu phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày trên fanpage Giao Quanh Video từ ngày 10 tháng 7 2024. Phải làm hút cà phê đó, cho tỉnh với. Ê, xe bà, xe bà, xe bà. Ai bé? Ôi ôi, số đẹp ấy, số đẹp ấy. Là điểm đúng thấp luôn á. Sao điểm anh Trung thấp vậy? Hơi bất ngờ. Sao mình lại là người cuối cùng với một số điểm ít đến như vậy? Khoảng 1-2 phút sau mình trấn tĩnh lại thì mình hiểu. 350 khán giả. Mà trước 33 anh tài thì nếu như được lựa chọn thì chắc chắn khán giả sẽ ngay lập tức nhớ tới những cái người đã để lại ấn tượng với mình. Thì tôi nghĩ rằng là với một MC thì cái sự ấn tượng sẽ không thể bằng các ca sĩ, các diễn viên. Và chỉ cần có 8 người nhớ đến mình, đó là một hạnh phúc rồi. Của Công Nam thứ Bi Trần là 880 gấp 2 mươi mấy á. Sơn Thạch là 450 đây này. Ai đứng đứng đợi đó? Ừ? Đứng đợi. Tươi gần rồi. Này 20 nè. Bộ Công Nam 21. Team này mạnh. Mà cái người mà con thấy ấn tượng nhất sau tập 1, tập 2 là ai? Anh nói top 5 của anh trước đi. Top 5 của anh hả? Top 5 chắc là... Top 5 người ấn tượng. Top 5 người ấn tượng đi. Ấn tượng cũng như là hết đi. Thì chắc là sẽ có anh Kiên Ấn nè. Đây là hành này không xếp vào thứ tự nha. Có anh Kiên Ấn nè. Subin nè. Kiên Ấn, Subin, Nicolene nha. Có nha. Hai người nữa hả? Nhờ sau 2 tập nè. Sau cái phần trình diễn á. Kiên Ấn, Nicolene, Subin, Ramastic. Bài Lặng là anh nghe rất là nhiều lần luôn. Bây giờ anh vẫn nghe đúng không? Đúng, chính xác. Bà ai ta khó quá. Thôi 4 người đó thôi. Đó. Người năm không có chọn quá, 4 người đó thôi. Đó. Hồi giờ thôi top 3 tiết mục anh ấn tượng nhất đi. Đó top 4 đó xếp hoài. Đó là em đó. Của em hả? Vậy coi như là em chọn top 5 của em đúng không? Ừ. 5 của em thì chắc là BB Trần, anh Thiên Minh, Ramastic, anh Kiên Ứng và Duy Khánh đi. Duy Khánh hả? Top 5 người ít là sau 2. Duy Khánh. Sau 2 tập. Duy Khánh hả? Thanh Duy. Duy Khánh có Duy Khánh đúng không ạ? Duy Khánh hả? Anh nào đã quên. Duy Khánh hát bài Bồng Suy Nghĩ. Ủa có coi chương trình không vậy? Có mà từ từ để nhớ coi. Anh Duy Khánh là cái mặt ảnh sao? Cái hay quên lắm. Anh Duy Khánh nè. Anh Duy Khánh rồi. Có coi chương trình không vậy? Team của anh Sơn Hạch rồi. Là team của anh Du Phạm nha. Có coi không vậy? Có.
À, coi đi. Anh vải trưởng ra. Nhiều người quá, không nhớ ba mấy người mà ông nội. Chúng mình debut cũng hoành tráng rồi. Anh vô vậy là hoành tráng rồi. Ok. Vậy là như anh nói chuyện nha. Tôi. Ủa có điểm không anh? Em nhìn đi. Ủa? Ủa nhưng mà cái điểm này là... Tức là BB là đang... BB là đè tất cả mọi người xuống luôn đấy. Trời ơi. À. Có mặt đấy. Không ngờ là mình đạt cái điểm mà cao nhất. Cho nên là khi mà mình nhận được cái số điểm đó mình thấy bị... Bị chết với lắm kìa. Cảm giác là chết rồi, bây giờ sao mà tự nhiên lại được cái số điểm cao như vậy. Mà trong khi đó cái phần trình diễn của mình đó, theo BB cảm giác đó nha, thì nó cũng chưa có phải là quá là xuất sắc. Em bị ấn tượng với khúc đẹp. Cho nên là bây giờ mình được cái điểm cao nữa thì nó vô tình nó là một cái thử thách tiếp theo cho mình. Mình phải làm cái gì để cho khán giả thấy được là à, mình xứng đáng với được cái số điểm đó. Đó là một cái áp lực. Và quan trọng là mình phải giữ được cái mức đó đi lên hoặc là đi ngang, chứ không thể nào mà nó đi xuống được. Trời ơi, nó đi xuống một cái là chắc thì cứ 250 nè. Nhưng mà em thấy có mọi người công nhận là em vui rồi. Anh này tên gì? Anh Thanh Duy rồi đó. Anh này anh gì? Khánh Hưng. Vậy là BB là top hả mọi người? Đúng rồi. Bởi anh nói mà không tin anh là top. Một lời khẳng định chắc đi. Tôi là top. Đố. Chú anh, có điểm chưa chú anh? Em mới biết luôn nè. Anh mua điểm bao nhiêu rồi? Anh mua điểm bao nhiêu rồi? Anh đi là nhìn bao nhiêu tiền để có số điểm gì vậy? Anh đâu có giàu dữ vậy em. Đó BB trần cao nhất kìa. Ồ, thì bảo nó xác nhận nó mua rồi. Nếu mà tính ra mà... Chú anh hát bài gì vậy? Chú anh hát... Cái bài gì ta? Cái gì tân thời vậy? Không nhớ tên mà hát. Nhưng mà tính mà ra mà... Mà tính ra nha, mà bài mà hay, mà phần trình diễn xịn á, thì anh Subin phải là đầu tiên. Thiệt. Còn tính bài hát hay thôi thì đối với anh là bài của anh Ramastic. Này nói thiệt nha, này chấm mà kiểu công tâm nha. Vậy là mới đúng á. Còn kiểu mà ấn tượng á, mà kiểu như là mà kiểu u ghê vậy. Bất ngờ quá, không ngờ. Bất ngờ là anh Kiên Ấn. Này phải nói là anh Kiên Ấn và anh Nicole đúng chính xác là hai người đó. Này là công tâm, mình phải công tâm. Không? Thì đó em có qua lại. Bất ngờ đến kiểu mà ủa mọi người đang giỡn hả, hay là mọi người có sai cái gì hay không. Sáng sớm bước vô phòng BB hạng nhất là Jun bất ngờ một, tự nhiên vừa vô chưa biết gì hết cái nó ủa sao mình hạng nhì được ta, trong khi ở đây toàn là những cái người khủng long, nào là Subin, Binzy, rồi Ramastic, nói chung là những bạn có quá nhiều fan. Nói gì ở ngoài nghề thì rõ ràng là các bạn và các anh đều là hơn Jun hết. Jun là chỉ là làm đa nghề thôi chứ không có nghề nào chính hết á. Nên bản thân mình thấy là mình chắc là được yêu thương, mình cũng hạnh phúc lắm, mình hạnh phúc thật sự á. Không, cái điểm này không quan trọng mà đem đi là thứ tự xuất phát thôi. Mà cái điểm này nó tính kiểu gì ấy nhỉ? Hà Lê nữa là Kiên Ấn gì? Nicole Loan với lại anh Hà Lê. Mà tính là không, mà anh Hà Lê trình diễn là thật ra là cũng không bất ngờ lắm đâu chị. Lâu lắm rồi mới thấy anh trên sân khấu thôi. Hôm qua ai cao điểm nhất là mình có 300 trong từng đội. Và mấy anh em khác về không. Thì đây là cái số điểm mà khán giả cộng cho từng người hôm qua là từ 0 đến 6 điểm đó. Nên đó, nếu mà mọi người kiểu mà 200 mấy, 300 là kiểu rất là nhiều khán giả. Còn 300. Đúng rồi, còn những người mà đầu team mà cao nhất team của mỗi đội đó, cộng thêm vào 300 đó. Đây này, đây là những người đầu 1 sẽ về một đội đấy, đầu 1. Đấy. Chính chắc. Đầu Lào. Đầu 2 sẽ về một đội. Đầu 4, đầu 5 sẽ về một đội, đầu 7, đầu 8 về một đội. Khán giả chấm điểm thôi. Không thì bây giờ ban tổ chức thì sẽ gom về theo cái kiểu đấy. Không có. Đấy. Đây ông xem một đầu 1 bắt đầu từ Hà từ Tăng Phúc xuống đến tận dưới này. Dắt quốc đi. Thật đấy. Sạm quốc nào. Không, anh là... gom anh gom người nhiều điểm với là người ít điểm vậy sao nữa được mà giống mấy ông xỉn quá lại cơ. Trà bút non T 365 ngon đỉnh cao. Mắc cười. Chào
Chị gì? Chị gì? Khánh Chi hả? Trời Khánh ơi. Linh. Trời ơi. Mỹ Linh. Trời ơi. Phương Linh. Cái gì? Linh. Đúng không? Tên để Linh. Chị tôi giới thiệu. Tên Linh đúng không? Để chị tôi giới thiệu. Tên Linh đúng không? Để chị tôi giới thiệu. Để chị tôi giới thiệu anh. Anh nghe cho rõ em đi. Em xin giới thiệu. Em Khánh là Phi đó. Hồi nãy nói chung chữ em gì? Em xin lượt. Khánh Phi à, ý là biết chị, có thấy chị, biết chị rồi. Hôm bữa mình đi mình gặp chị ở đâu? Ở gì? Sài Gòn Square à? À Takashimaya à? Gặp rồi luôn á. Quên tên, thông cảm đi, trí nhớ có hạn. Chào các anh, em xin tự giới thiệu. Em là một trong những host của chương trình năm nay. Em gái truyền lửa, MC Thành Vi lần đầu được diện kiến tất cả mọi người ạ. À. Chào em gái truyền lửa nha. Nội dung chính thì em muốn gửi lời chúc mừng tới tất cả các anh đã có đêm diễn cực kỳ thành công, vang dội, tuyệt vời. Nhưng mà chính thức công bố là 8 nhóm từ giây phút này trở đi sẽ tan rã. Tan rã. Xem nhóm mới. Sốc quá, không biết. Đây như nào đây? Sao lại thế nhở? Bye bye. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Bao tâm sự gọi lang răng. Chúng ta đã chia tay rồi chú em ạ. Lên đây. Nói vậy thôi, chứ vô nhóm thứ hai cũng gặp nhau ạ. Anh Sơn đi. Anh chóng bình chia tay. Không có điện thoại nữa. Tạm thôi, tạm thôi. Gia đình mới vậy. Anh cười, anh cười. Nhóm. Nhóm em yêu thích nhất là nhóm nào? Nhóm em yêu thích nhất hả? Chắc nhóm anh Tiến Lực á, nhóm phía sau một cô gái á. Vậy hả? Tại em thích anh Hiên Minh lắm. Mọi người anh Hiên Minh giống anh hả? Ủa gì vậy? Không hỏi lại. Không hỏi lại. Ừ anh ơi, anh thích, còn anh thích nhóm nào? Hỏi đi đi. Không hỏi, chưa muốn hỏi mà. Nhóm anh thích nhất là... Không muốn hỏi. Nhóm anh thích nhất là... Nhóm đâu đâu, anh Subin. À, không phải. Subin, Kiên Ấn. Ủa, vậy anh không thích nhóm anh Bin, anh Dramastic hả? Thì để người ta nói hết câu đi trời. Và... Thôi, anh thích nhất một nhóm thôi, nhất là một. Nhất hai nhóm, hai nhóm. Thôi, anh nghỉ quá. Nhất, nhì, tam, tứ. Thôi, làm cho anh biết dữ lắm vậy. Thì em chính thức được công bố luật thi đấu cho cả mùa năm nay. À, giờ nó vô hả? Giờ nó thi hiện à? Giờ mới thi. Chúng ta có 33 anh tài và mục tiêu cuối cùng của chúng ta sẽ là thành lập gia tộc anh tài. Thì để làm được việc này thì các anh sẽ chính là những người lập và hình thành nên những nhà khác nhau. Dùng trông làm miệng, lấy gai làm áo, vững vàng không đổi, vượt ngàn trong gai. Chúng ta hãy cùng đi tìm gia tộc anh tài. Bây giờ thì em xin phép được công bố luật chuẩn bị cho công diễn 1. Với công diễn 1 này thì chúng ta sẽ tiếp tục là có 8 nhà. Và mỗi một nhà thì sẽ có một đội hình riêng. Thì có số lượng như sau, đó là có 2 nhà có 3 thành viên, có 3 nhà có 4 thành viên và có 3 nhà có 5 thành viên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện phân chia nhà theo 2 vòng. Thì vòng đầu tiên chúng ta sẽ thiết lập cặp, tức là sẽ có hai thành viên bất kỳ gặp nhau để kết hợp thành một cái đồng đội, một cái cặp với nhau. Và hai cái thành viên đó sẽ đi vào phòng hội nghị để sẽ xem là mình sẽ lựa chọn cái đội hình nào. Thì lúc đấy là chúng ta sẽ xong phần 1. Đến vòng 2 thì khi mà hai thành viên đầu tiên của vòng 1 đã biết được đội hình của mình sẽ là đội hình những thành viên như thế nào, thì chúng ta sẽ có nhiệm vụ là hai thành viên đó quay trở về đây để chiêu mộ các thành viên của mình. Thì hai thành viên này quan trọng ở việc là phải tìm được nhau và tìm được những thành viên khác để chiêu mộ. Đội của mình sẽ có những mảnh ghép nào quan trọng và phù hợp. Nghe nói vậy, mình muốn được chọn hay muốn bị chọn? Hai thành viên đầu tiên thì các anh sẽ phải đứng vị trí xếp hàng và em sẽ có cái chiêng này. Thì các anh mới được vào phòng hội nghị. Mình sẽ bắt đầu tìm một cái cặp thân thương của mình trước. 30 phút bắt đầu. Ố nhanh quá vậy. Ủa, bạn
với anh Bin kìa. Ác kìa. À mình nhìn giống nhau ha. Kiểu cũng lùng lùng kiểu. Đó, đó. Đây nói chuyện, đây nói chuyện. Có những thứ rất hay ho để mình làm tốt tiết mục của mình. Anh cũng muốn ngay từ đầu anh cũng muốn là em chung tim với em. Mình có cái để mình chống bài mình bổ sung cho nhau. Rồi cặp đầu tiên nào? Cặp đầu có cặp nào là anh mong chờ không? Hả? Không giờ em phải nói là chọn dream team của em đi. Giờ còn đầy đủ nè, em chọn dream team của em đi. Không, tụi em phải coi full màn hình cho em nhé. Vậy. High five is strong đúng không? Sách 3, 2, 1. Yeah, cặp thứ hai à? Đó là giống hai cha con không? Hai cha con vậy. Oh, cô cho đội hình 4 hay 5 hay 3? 4. Yeah, bây giờ mới quyết định nha. Hát thì anh mạnh này. Rap thì em mạnh này. Bây giờ mình có cần một thằng nhảy mạnh không? Vũ đạo. 4 nha. 4. Ok. Ok. Which one? Số 4 rồi. Nhưng mà đội 3 thì ai là hát nhiều. ST nè. Cường. À đúng rồi. Đây. Đỡ nhảy. À 4 người đây. Có mấy người lớn nữa. Bây giờ mình có phần ghi gì? Anh Tài Cát. Tôi và anh Tài Cát đồng phận. Xin thành lập nhà mới. Nhớ mày nhảy nhiều. 4 đây anh. 4. Hỗ giúp đỡ và yêu thương cho nhau dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay gian nan, khi mạnh mẽ dưới đuối, lúc ăn ngủ tập luyện để tập trung yêu thương nhau, chơi không nổi nóng, nổi nóng à không được, chơi không nổi nóng, bực bội đúng không? Yeah. Khó chịu đúng không? Thắng không kiêu ngạo, you understand this one? Yeah, không thắng tự kiêu á, yeah. Thua không đổ lỗi, yeah of course. I'm not sure. Tuyệt đối không tác động vật lý với nhau. Không tác động vật lý. Là đánh nhau á. Là không đánh nhau. Tôi không hứa được à. Đừng nói vậy, ta tưởng mà không, ta coi, ta tưởng anh đúng em nữa. Nói vậy. Tội quá. Hello. Tội ta hả? Tội anh rồi. Xung biên nhất cùng Seven hả? Có OB quá không vậy? Nhóm năm cho đẹp, đông mới cho đúng rồi. Nhạc Khoa Kim vinh dự đạt chứng nhận ISO 9001-2015 Vương quốc Anh, đạt chức. Thực ra là cây trần với ST và nhóm mình rất là ok. Nhưng mà nhảy luôn đó, mình nhảy cũng mạnh đấy. Thực ra em vẫn thích cặp nhất là cặp này hơn. À, phải tổng, trời ơi, không đấy không ạ. Phải giải trí, phải kiểu... Vài bình với nhau á. Vài bình. Duy Khánh. Yes. Duy Khánh với anh này. Giống anh không? Wow. Bây giờ giống mà đâu có ký nhau nhìn thấy Giang. Thế là các người đã tìm thấy nhau rồi sao? Thôi rồi. Nước suối với nước mắm. Anh là team mấy? Anh nói mấy người? Anh Duy Khánh nè. Xin thông báo nhớ mà. Thành lập nhà thất bại. Ê, nhớ mày đâu? Vì nhà thất bại. Dạ. Đừng có hỏi cho tội nhát à. Một nhà đã thất bại. Em quyết Nam Duy Khánh quyết định chia tay nhau. Hồi nãy em biết hai người sẽ bắt cặp với nhau, sao em có nói Nam là em rất là muốn dòng này em vô chung đội với hai người. Exactly. Dạ. Anh đang nghĩ về tụi em đi. Ôi, really? Anh đang nghĩ về tụi mình thiệt kìa. Còn vũ đạo có thể là mình. Tụi em có thể thương lượng để thương lượng tạo thành một đội hình rồi tụi em. Tụi em có quyền ra lại. Vậy anh, tụi hai anh có sure là chúc hai anh sẽ pick tụi em không? Vậy thì chơi lại em đi ra. Khỏi bít. Ok. Nhưng mà giờ em có muốn vô không? Anh em mình đó hả? Hả? Thế kia đi. Vô đi. Ồ, này mạnh nè. Trời, có giờ hai người này đều biết nhảy hết. Biết hát. Gia đình chúng em mang mã số 6. Yeah. Thank you. Rồi. Good luck. Tức là vào trong xong rồi là kiểu mình gặp có nghĩa là mình gặp hai cái người của một đội khác. Ừ. Thì mà tụi em rất là muốn pick hai người đó vô chung team. À. Thì tụi em nói nếu mà giờ hai người đó make sure lần lát nữa sẽ pick em với lại Nam thì giờ tụi em sẽ về. Người quá là người khác nhiều khi rồi, không cái đó là bút cái quê là quê. Người ta sẽ trình bày ví dụ giờ tôi có một ông vocal, một ông rapper, tôi cần một ông producer hay một ông dancer. Người ta sẽ trình bày như vậy cho mình. Như vậy là mình là người lựa đúng không? Nhưng mình mà người được lựa, nhưng người mà được người ta nhưng lựa. Mà tính ra nãy hồi nãy đội của BB và Jun là hai người có điểm cao nhất, cái điểm hỏa lực cao nhất. Xin thông báo thành lập nhà thất bại. Căng nha. Ủa mà sao ra vậy? Đau bụng hả? Đó. Ủa
Ủa? Anh sao vậy? Tại vì sau khi thảo luận với nhau, tôi hoàn toàn không thích anh SD nữa. Chắc là cũng chắc vô chuyên cầu rồi. Điêu được rồi, điêu được rồi. Điêu được, điều được với đội nào trong đó rồi. Vậy là vô nhóm, biết luôn. Vô nhóm Trọng Hiếu. Không, vô nhóm. Hoặc là nhóm Subin. Nhóm BB Trần và Jun Phạm. Nhóm Trọng Hiếu quá. Nhưng mà một là Trọng Hiếu. Hai là chỉ còn một nhóm ba thôi là sao ạ? Chỉ còn cái nhóm ba thôi. Là mình không... Nếu như mình vô nhóm đó thì là mình sẽ tuyển một người nữa. Còn nếu như mà mình không có vô nhóm đó thì mình đi ra. Nhưng mà có tụi anh chờ. Mọi người không muốn làm nhóm ba. Em xin phép mấy anh em ra hả? Thank you. Nhưng mà nếu như ai muốn tham gia vào nhóm 3 thì trong đó chỉ còn một slot nhóm 3 thôi. Trong khi người ta lấy hết slot rồi, còn slot nhóm 3 người duy nhất thôi. Thì tức là bây giờ mình sẽ cố gắng kéo anh Long với một thành viên, một trong hai đứa vừa rồi cũng... em sẽ muốn giành bằng được anh Long ấy. Nếu mà nếu mà anh Long được thì mình có nhiều idea lắm. Và anh Phạm Khánh Hưng cũng là một cái mà anh nói anh muốn nhảy. Anh đang khôi, ủa anh khôi đâu rồi? Anh đang khôi vô luôn rồi. Đâu? Rồi có đội đấy, có đội vô rồi đấy. Vừa đánh chiêng rồi đó. Có đội đó, có đội đang vô rồi đó. Cũng hồi hộp phết ấy. Vì ai cũng đang có suy nghĩ trong đầu, suy tính trong đầu hết. Toan tính. Hai. Hello. Nhưng mà mình vẫn phải chọn một nhà nữa, một cặp nữa. Người may mắn là tìm được những thành viên ưng ý. Ghê, ghê. Ấy đi. Dữ chứ. Còn nhóm 3 luôn hả? Vậy là Hiếu vô cổ rồi. Rồi đôi bạn cùng tiến luôn. Rồi đôi bạn cùng tiến luôn. Nó bác cùng đi rồi. Tiến Đạt và Tiến Luân. Trời ơi, hai người anh Tiến Luân. Lắp luôn chỉ thật Tiến Luân rồi. Quân tử nhất ngôn nha. Ôi, chuyện thôi các anh. Nhưng mà cũng đúng là Tiến Luân cũng không nhảy được gì. Nhóm 3 còn lại nha, nhóm 3 còn lại đi kia. 3 còn lại. Đôi ba anh em cùng tiến nè, tiến lên nè. Rồi, thì bây giờ chúng ta đã có 8 nhà rồi ạ. Thì cái việc tiếp theo là tất cả mọi thứ vẫn chưa được ở trên giấy tờ. Chưa chắc chắn gì cả, cho nên để củng cố việc chắc chắn là chúng ta đã thành lập 8 nhà thì chúng ta sẽ ký cam kết. Nhưng mà cái này là ra trước tòa đó nha. Nào, mọi người đã ký rồi, mọi người. Tụi em đã ký tên rồi. Việc tiếp theo của các anh đó chính là quay trở về vòng sinh hoạt chung và chiêu mộ các thành viên. À, không được bứt theo lượt hả? Lại đi. Đâu là giờ kiểu ôi đã chạy gom ai gom ơi. Quay gom ai thiếu gom ơi. Tức là nếu mà bứt theo lượt thì nó sẽ công bằng hơn á. Như nào kiểu này thì nó sẽ bị gói. Chưa chắc ra chọn mình rồi. Không biết có được đi đi em. Anh tụi em tính là anh Trương Thế Vinh, anh em BB và anh Hiệp. Ủa bây giờ sao vậy? Ê, em đang thương lượng với anh Vinh nè. Mà anh không chịu hả? Không, anh cho anh đang muốn lựa chọn, anh đang muốn. Tại vì cái thứ anh muốn á là giống như là một cái buổi biểu diễn mà performer mà anh muốn diễn kiểu boy band á. À boy band hả? Còn anh Hưng muốn gì? Ồ, đỉnh ha. Nghe nói nghe xịn quá. Khó xử quá. Thôi, cứ để cho anh suy nghĩ đi. Nó bị kiểu... Đâu suy nghĩ đâu là mình mệnh Tuấn Hưng. Thì mình chỉ sợ là hai anh em mình sẽ làm cái gánh nặng cho ảnh. Chứ cứ suy nghĩ hoài luôn. Rồi trong đầu suy nghĩ tới Bùi Công Nam, Dramatic. Anh Đạt mới nói là bạn đó là sản xuất âm nhạc rất là tốt. Bạn đó là viết nhạc được. Cho nên là mình phải cố gắng thuyết phục mời bạn đó. Nếu không mời được bạn đó coi như là nhóm mình toan chắc 100%. Ram, đi với anh Ram, đi với anh. Anh có một cái kịch bản rất lạ cho em luôn. Lên lên đi, anh với anh Đạt. Nhiều người trong hai người kéo đông chiếc lắm. Vậy anh nghĩ là Ram ơi, anh với anh Đạt đông chiếc lắm Ram. Mấy người kia sẽ được Ram ơi, Ram. Cho anh nghe pitch xin từng người đó. Thôi, cho anh đúng là cùng xong là tới tôi nha bộ. Tôi đứng ngay tụng lại tôi chờ. Xếp mày. ST, Kê Trần và anh Khôi. Đây anh giới thiệu thì em bảo anh để anh em mình xem là có hợp với nhau. Tại vì
anh nghĩ là mong muốn của anh và anh Tùng. Quỳ quỳ lại. Em trai ngồi đi, em trai đứng ngồi chừng em trai. Ngồi đi cơ. Em xin mong muốn là tạo ra những nốt gà cho em đó. Đây em. Trời ơi. Em ơi, làm nước gà đi cưng. Anh kêu đại ca. Khổ kìa. Ấy, cho anh xin chữ ký cái này. Anh ký vào đây. Ok, anh. Ok, bọn anh bàn nhá. Cho em phép, xin phép sang gặp các bên anh khác, em xem thử. Em với Chuông cũng có suy nghĩ, nhưng mà em với Chuông cùng một cái ý nghĩ đó là tụi em thích một cái kiểu nhóm á. Nó phải anh này là tên hơi... gì? Năm. Bốn. Nè, nhớ nè. Ba. Hai. Hoàng Hiệp. Đúng rồi. Tên đầy đủ là cái gì? Thì phải tên Hoàng Hiệp không? Mình là cái mà... gì Hiệp? Thì đúng Hoàng Hiệp. Cái gì? Thì ra ngoài đường kêu anh Hoàng Hiệp là được rồi. Anh Hiệp ơi, anh Hiệp rồi. Bớt tào lao đi, bớt hỏi đi. Đã không nhớ rồi hay hỏi quá à. Nè, mà phải ra ngoài, ví dụ anh Hoàng Hiệp không? Cho em xin cái anh Hiệp. Ủa chứ giờ anh tên Chốc Kỳ, người ta kêu anh Kỳ Chốc Kỳ. Ai, cái đó, ai, ai, cái đó là xúc phạm. Tưởng mà giỡn mặt nha, nha. Coi thì xích hỏi quá. Gì vậy, anh tính lấy ra đó quýnh em hả? Không có. À, em đừng có mà diễn diễn để người ta tưởng anh quýnh em á nha. La chim cái gì? quay video mà. Em đừng có tào lao nha. Ê, anh không có quýnh, tôi không có quýnh ai hết nha. Đừng có nhảm nha. Xàm đi. Nè, làm gì nè. Cứu tôi, cứu. Nè, ông nội. Nè, đó. Cội đi. Nhảm nữa. Khác biệt chút xíu, mình cùng kết hợp lại nhau á, nó mới tạo ra một cái điều đặc biệt. Nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ có khác biệt, nhưng mà nó sẽ cố gắng từ từ hơn một chút. Cho anh suy nghĩ một chút, trong đấy anh vẫn muốn là để xem những thành viên còn lại của mọi người trong nhà là ai. Thì lúc đấy anh sẽ quyết định nó sẽ tốt hơn. Rồi mình nghĩ chọn anh Tuấn Hưng thì cũng là một thần tượng của mình. Rồi BB thì muốn chọn anh Trương Thế Vinh là bởi vì cũng là một người anh của mình. Rồi muốn chọn Lý Bỉnh Phát thì ai về Lý Bỉnh Phát đã qua đội của Strong nên mọi người cũng dò biết như sao. Cái chọn cho Cố vô định là qua bệnh sẽ muốn có anh Hoàng Hiệp, bởi vì anh Hoàng Hiệp cái giọng quá khủng, mình phải có anh ấy. Rồi anh Hà Lê, rồi muốn có muốn quá nhiều nhưng mà mình chỉ có 3 option thôi. Thế là hai anh em khi mà kêu là chạy đi, chạy, không cần biết làm cái gì hết để mà chạy qua bệnh để mà chụp được những người anh tài của mình. Nhưng mà mọi người không thể tưởng tượng được là ủa, đâu phải bạn muốn là được. Bởi vì các anh có cái giá của các anh mà, các anh cũng là toàn là những khủng long chứ không phải là hạng xoàng đâu. Các anh, ủa bây giờ là sao? Bây giờ bạn... Ví dụ là anh muốn vô nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5. Chắc là nhóm 4 là kiểu nó an toàn rồi, chứ là mình chọn sao? An toàn. Thì anh muốn là anh là được người vô trước phòng đó hay là anh ngồi ngoài? Muốn chủ động hay bị động? Ý là cái này cả hai đều chủ động, cả hai đều bị động mà. Thì anh thích vô trong phòng hay là anh muốn là kiểu ngồi đó đợi mọi người mời mình? Hay mình ngồi động? Ngồi đó đợi mọi người mời mình đi. Ok. Mình hướng nội. Tụi bay muốn chọn tôi tối dễ gì, phải đưa ra những gì bạn có chứ đúng không? Rõ ràng mình thấy cái đó là cái điều đúng. Cho em cả Subin mời thầy. Ok. Cho em cả Subin mời thầy. Được rồi, bình tĩnh để anh xem. Anh Long. Bạn ơi, bạn ký vào đây cho tôi cái. Ok. Anh Long nghe em nói, nghe em nói. Em nói trước. Cho em xin phép nói trước đã. Thực sự là hiện tại thì bọn em chọn nhóm 3 nhưng mà em với anh Cường tội chú Hồng Sơn không kìa, ngồi ổng kìa, ngồi mình kìa. Hiện tại thì bọn em chọn nhóm 3 nhưng mà em với anh Cường suy nghĩ là em rất là muốn mời anh về để là ba anh em mình chung một team, là bọn em rất muốn thể hiện một cái nét, mang cái nét dân tộc và dân gian của mình vào trong phần tiết mục. Bọn em rất là muốn thử sức với bất cứ một loại hình nào, ví dụ như chèo, tuồng hay là một cái loại hình mà em muốn hát sẩm, hát xoan hay như nào đấy. Nhưng mà bọn em rất cần có một người tại vì chú Tử Long với chú Bảo Kiều chung team và hỗ trợ bọn em, và bọn em muốn thử. Được chưa? Đang quyết định. Có một cái khó khăn thế này, tại vì là
anh thì em thừa biết là khả năng anh có thể làm được như bọn em là khó. Tôi cũng muốn thuyết phục vì tôi với Bin là có một bạn nữa rồi. Nói chí, xì bay xì bích cơ. Có kế hoạch cho cái team của mình. Đấy, như là tôi cũng có những cái ý tưởng mà bạn cũng biết rồi. Cho nên là bạn về team của tôi thì anh em mình đầy đủ những cái ý tưởng. Cái lý do mà em tham gia chương trình này là em muốn làm những cái mới em chưa bao giờ bọn em làm, và anh cũng như vậy, anh sẽ làm những cái mà có thể làm. Thì cái đấy thì anh cũng làm những cái điều mà chưa bao giờ làm hết. Nhưng mà bọn em cá luôn, bọn em hứa luôn với anh là bọn em có thể, anh em làm việc cùng nhau ấy, em có thể đẩy hết những cái thế mạnh của anh ra. Em cũng rất cần anh để hỗ trợ cho bọn em về ý tưởng. Cho anh suy nghĩ đi. Ok anh, ok. Cứ để cho anh thoải mái suy nghĩ. Mình cứ để cho anh. Không, mà tin về bản á. Thực sự anh ấy là suy nghĩ của mình biết là anh cũng sẽ có lựa chọn của mình. Anh Tự Long, mình rất cần cái màu sắc của anh ấy ở trong đội. Hai anh em đã chạy ra và mời anh Tự Long một cách chân thành nhất về đội. Thì thực sự là cái phản ứng lúc đó của anh Tự Long làm cho bọn mình cảm thấy là khả năng cao là anh sẽ không đồng ý. Trong lúc chờ đợi cái sự quyết định của anh Long thì mình có nói với một câu với anh Cường là tình hình có vẻ không khả quan, không ổn anh ạ. Nếu mà anh Long không đồng ý và say sorry với anh em mình thì em nghĩ là mình sẽ để cái slot đó một cách ngẫu nhiên. Là sau khi mà chọn xong 33 anh thì còn anh nào sót lại mà chưa có team ấy thì welcome về đội của em và anh Cường. Ủa nhưng mà công này là loại chưa? Chưa. Công này chưa. Công này lấy rồi. Ai lấy rồi. Ông nói về nhóm của ông nhá. Okay. Tôi nói về nhóm của tôi. Kế hoạch của chúng tôi là 4 người. Yeah. Ai cũng có cái thế mạnh riêng. Ông đâu rồi? Tôi đây đúng rồi, tôi là nhảy. Yeah. Phát là đẹp trai. Nhưng mà ông này lại có khả năng nhảy và ông ấy yeah. dám làm. Chúng ta có một người vocal yeah. và là mình đang cố gắng lấy Hoàng Hiệp. Yeah. Nếu mà Hoàng Hiệp không thì mình đang check với Hoàng Hà Lê, tại vì Hà Lê cũng yeah. đa dạng. Yeah. Yeah. Và tại sao mình cần Duy Khánh trong nhóm này? Tại vì yeah. là mẫu của Duy Khánh. Tụi nó không chưa có sure về quyết định của nó. Ủa chứ mà hồi nay ấy lắm rồi, chắc tụi nó nãy giờ cũng bàn bạc với nhau. Ủa? Bây giờ mình sẽ đợi xem bên đây coi sao. Không, Duy Khánh cứ suy nghĩ. Dạ, em sẽ suy nghĩ. Tại vì, dạ, cho em suy nghĩ xong. Nhưng mà tụi nó phải make quick decision. Phạm Khánh Hưng anh cũng chịu thay đổi. Dạ, cảm ơn bác. Sẽ khó, nhưng mà để xem là tụi nó như thế nào. Let's go. Bác Duy với Minh nghĩ tới những cái tên, đặc biệt là Bùi Công Nam, Duy nghĩ sẽ rất là hợp với Duy. Bởi vì là cả hai đều có thể làm, có thể viết nhạc. Và đặc biệt là cái phần về dân gian, về dân thì cũng sẽ rất là tốt. Ngoài ra còn những cái tên ví dụ như anh Tự Long là người mà Duy với anh với Thiên Minh cũng rất là mong muốn có về với đội. Team em có em, Minh. Và em cũng muốn có một màu dân gian kiểu có thể Dân gian mà đương đại, dân gian có mix với hiện đại trong đó. Anh với em cũng khá là vai Việt. Anh suy nghĩ nha. Tôi không dám đi toilet luôn á. Không. Tí ra ông này đúng hài luôn á trời. Tôi sợ ông lấy đồ người ta không chọn đâu. Anh em mình còn đồng hành với nhau. Anh mình không? Anh em hát mình không? Hết mình em. Thấy anh là thấy máu lửa rồi. Cái này nó phải là vấn đề rất tự nguyện. Dạ dạ dạ. Đây sợ không đây sợ. Rất tự nguyện em ạ. Dạ dạ dạ. Nó phải là con tim. Trái tim. Đi hành trình với nhau nhiều lắm. Bị còn tám phố bên gì là rap kiểu là chuyên về vocal thì đến. Bây giờ mình sẽ bổ sung thành viên có vũ đạo nhảy rồi vẫn phải có hát và làm sao đấy để có thể dàn dựng được đấy thì mong muốn nhất là SD Sơn Thạch. Anh có kế hoạch cụ thể thôi chứ không có lăng tăng, không có do dự gì hết. Ok. Rồi. Trời đúng ngượng luôn á thầy. Thầy kỹ rồi. Trời ơi. Em mình là hứa im với lặng. Nhau rồi. Bây giờ không, chờ không, không có cho gì hết. Hứa với nhau rồi. Cả hai team rất là thích luôn. Rồi. Nhưng mà bây giờ cái này là theo số trời. Cái kiểu vậy. Nhưng mà bây giờ cái này là theo số trời.
em coi đồng hồ, nếu như mà chẳng được, thì, được, nếu như chẳng thì em theo team 4, nếu như lẻ em theo team 5. Rồi, ok. Là số giờ hả? Vậy là người nào cũng nhảy được. Thế là ủa anh tưởng là nước không sao mới quyết định chứ. À. Chẳng rồi, chẳng rồi, 14, 12 chẳng rồi. Rồi, nó là số trời rồi. Nó là số trời rồi. Số trời. Sorry anh Thọc, sorry anh Thọc, sorry anh Thọc, sorry. Tất cả là 14, 12, số chẳng. Và... Số trời. Mừng em. Tuy nhiên là em nghĩ là mình sẽ phát triển một cái màu sắc khác luôn. Giờ em vô đây là em sẽ làm visual thôi. Em visual thôi. Quá anh cười, quá anh cười. Sẽ hiểu lên thôi. Nếu mà vocal là tới vực anh thôi, ba tụi em sẽ lui về. Anh Hương cũng biết nhảy. Anh Hương cũng đa dạng với tất cả mọi thứ. Anh có thể làm được tất cả mọi thứ. Đúng rồi. Duy Khánh với cả là cũng có hỏi Tăng Phúc rồi cũng một vài người, nhưng mà hầu như ai cũng có plan hết rồi, cho nên khi mà nhìn qua nhìn lại thấy là chết rồi. Son ơi, bây giờ hai mình tính quá trời, bây giờ ra đây mình coi như bị vỡ kế hoạch rồi. Xong mới là nhìn thấy ô, tại sao Tuấn Hưng lại ngồi đằng kia. Mình thử lại ngó lời, thử với anh xem thế nào. Anh đang cái màu giọng của anh thì nó lại khác biệt với tất cả mọi người đây, không ai. Cho nên bây giờ nếu mà anh Hưng mà chịu đồng ý về team tôi với ông á, là ba anh em mình sẽ tìm ra một cái người mà cái màu khác với ba anh em mình luôn. Một cái người rất là energetic. Không tìm ra. Anh tìm ra. Dạ, dạ. Một ký luôn trời. Dạ. Còn là quyết định lắm, cái này luôn á, chứ không phải là tí nữa mới có chọn đâu. Tí là dạ. Ai chọn là ký liền. Phải. Cảm ơn em. Dạ. Anh em dạ. Chọn này. Dạ. Nó kiểu bị bội quá. Bây giờ có anh đi chiêu ngọn nữa. Cái xác suất mà được say yes là cả. Đó là cái khoảnh khắc đầu tiên hai người Phát và Son thành công trong cái việc mà chiêu mộ người ta. Nhưng mà mình rất là vui bởi vì mình chiêu mộ được một anh lớn ở trong chương trình này. Anh với anh Kiều thì cùng thế hệ, rất nhiều điểm chung. Idea thì có thừa. Và giờ chuyển qua mới ác. Những lời mời của anh Kiều và những đề xuất của anh Kiều cực kỳ hấp dẫn. Cá nhân mình nghĩ hip hop chắc chắn nó là âm nhạc hiện đại rồi. Thì cái điều tương phản mà tuyệt vời nhất với nó để hip hop nó đứng cạnh chắc chắn là dân gian và là truyền thống. Thì cái sự tương phản của nó là nó sẽ được ở cái đỉnh điểm nhất. Thay vì nó đứng cạnh với rock hay là đứng cạnh với pop, đó là anh Tường Long. Và anh Bằng Kiều cũng đồng ý với Binzy là cái điều mình ưu tiên nhất là mình phải thuyết phục được anh Tường Long vào đội mình. Mình hy vọng là có một cái sự liên kết nào đó giữa anh Bằng Kiều và anh Tường Long. Còn bản thân mình thì Binzy nghĩ mình sẽ không có đủ sức thuyết phục anh Tử Long. Nên thực ra là những cái anh Kiều đề xuất ấy, nó thực sự là chạm tới cái ngưỡng để bọn anh nghĩ rằng sẽ phải nắm tay nhau đi tới những cái vòng cao nhất. Mình chỉ là cơ hội về không rồi. Nhưng mà và mình nhưng nghĩ mà, là chắc là còn đúng. Mình sẽ phải tìm được rồi. Đúng. Nhưng đến mà bây giờ chúng ta vẫn phải đưa ra một quyết định. Đúng. Nhưng mà. Nhưng xin lỗi bạn, tôi sẽ về với hai anh. Đó quá vậy à, cái vậy là tôn trọng quyết định của bạn. Đó chúc mừng hai anh, chúc mừng hai anh. Anh Kiều, anh Kiều ý là vậy đó. Anh rất là đau xót khi nói chuyện là chia tay với anh Kiều. Ý là vậy đó, anh không lựa chọn là BG và Kiều. Không là anh cũng sorry, anh cũng và sorry. Vậy mới có chương trình để coi. Lúc đó anh Tự Lang bảo là xin lỗi mọi người, mình tưởng là không được. Mình thề luôn, lúc ấy cảm xúc lắm luôn ấy. Thì đến câu cuối cùng anh Tự Long có nói là Kiều, mình rất là xin lỗi bạn, nhưng mà mình sẽ về với các em. Xin lỗi bạn, tôi sẽ về với anh. Trời ơi, cái khoảnh khắc đó mình ít khi thể hiện cảm xúc á, mình cũng là một người kỳ nén, không biết là có giỏi không, nhưng mà ngay cái khoảnh khắc đó như kiểu là không à, mà cái lúc mà option của team Subin có nghĩa là chỉ chọn một người đó thôi, nếu mà không chọn mà nhóm là nhóm mấy người ta, nhóm ba người à, chỉ chọn một mình chú Tự Long thôi, nếu mà không phải chú Tự Long rồi thì ai cũng được, không quan tâm nữa. Một cái gì đó nó rất là vinh dự và thiêng liêng ấy, khi mà mình từ những cái suy nghĩ của mình và từ những cái sự thuyết phục của mình mà mình thuyết phục được một người anh lão làng, một người anh đại trong nghề,
về team của mình. Thành công anh. Yes. Anh cũng yes. Muốn cố lên anh. Cố lên. Anh em mình làm được. Anh là một người rất giỏi về những kiến thức và những cái gì mà mình được ngồi nói chuyện với anh Long, mình hiểu được về nghề nhiều hơn và mình được inspire rất nhiều từ anh Long. Thì mình cũng là một cái áp lực là không biết mình có đủ cái khả năng để mà triển khai một cái sản phẩm với cả anh Long hay không. Đây ai nữa? Tụi em bây giờ tụi em kế hoạch tụi em phải reset lại từ đầu. Tụi em đang đang nghĩ. Yeah. Oh money ba mẹ ôm, money ba mẹ ôm. À, bây giờ đang nhắm màu của mình thì ai sẽ ok theo anh? Còn hiểu. Nào mạnh dạn lên anh ơi. Nào. Có kìa, diễn kìa. Nào. Nghe nãy giờ không ai bóc anh kia ngấn luôn á. Đỗ Hoàng Nghiệp ơi. Một nhóm nào tạo một cơn địa chấn nào. Vừa có chuyên môn lại vừa có cả sự hy sinh. Này một cơn địa chấn nào. Còn lo cái gì? Một cơn địa chấn anh ơi. Còn chờ gì? Thôi, đây. Một cơn địa chấn. Rồi. Có chấn gì đâu ngã. Tin em với Hà Lê đi này. Kiên ứng nữa này. À, vậy em ơi rồi. Nào. Đúng không ngoài bất công á. Không được. Không được ạ. Được. Đội mạnh lắm. Vào bị loại chứ. Anh ơi, mình đừng nghĩ đến cái chuyện loại nhá. Anh ơi, không phải là người yếu sẽ phải bị loại. Cái đấy chỉ là cái chiêu của ông này ông nói thôi. Còn nếu mà mình tốt thì mình tốt thì mình có đâu. Mình không loại được. Nếu mà có bị loại thì là như kiểu em là kém nhất này. Lúc mà mình nhìn thấy cái cảnh mà rất là nhiều người chạy tới và thuyết phục anh Hiệp ấy, mình nghĩ trong đầu là anh Hiệp chắc cũng sẽ về team cùng với cả mình vì mình là người đầu tiên mình đến nói chuyện với anh ý. Cái đấy là có một cái sự rất là tự tin luôn ấy. Không hiểu vì sao mình cảm thấy có một cái năng lượng gì đấy. Và anh cũng thế. Có lần chúng ta sẽ học được nhau. Ký kìa. Chúng ta sẽ học được nhau. Nhớ mình cũng bán à. Một chút khó khăn là khi Hiệp nhận được rất nhiều những lời mời ở các nhóm. Nhưng trong đầu tôi, ngay lúc đầu tôi đã biết là tôi sẽ chọn Hiệp. Bởi vì Hiệp là một cái giọng hát rất là đặc biệt. Và trong đầu tôi nghĩ tới Kiên ứng. Một người cũng không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng với những gì thể hiện ở phần đầu tiên, ở cái phần Who Am I, thì tôi nghĩ rằng đây là một người rất là thú vị. Đúng. Và một người nữa tôi nghĩ, đầu tiên tôi nghĩ đến là Dramatic. Nhưng khi Ram có quá nhiều người quan tâm và tìm tới thì tôi nhìn thấy Hà Lê. Và tôi nghĩ rằng là Hà Lê cũng là một mảnh ghép không kém gì Dramatic. Sẽ còn có những thứ còn nhỉnh hơn. Tôi nói là cứ tin anh đi. Hà Lê ký vào. Và Kiên ứng nhìn thấy vậy, Kiên ứng cũng ký vào. Và khi chúng tôi đã có 4 thành viên và 2 thành viên đó cũng khá mạnh cùng với Quốc Thiên nữa thì Hiệp bắt đầu lung lay. Ở bên anh thì có rất là nhiều màu sắc và theo anh đi trong cuộc tình này. Để anh hợp ý rất là muốn vào. Mồ côi. Anh ơi, anh em nghĩ anh quên thằng dài ơi. Đói cơm khát nước biết người nào lo. Anh em mình không thể sâu rồi có duyên. Nào nhanh nào. Ok cho tôi nghe. Em chờ nhiều em, khi em biết, anh em biết làm gì rồi sao? Em uống ly nước của anh gì rồi không uống không tiện. Người ta nói uống xu chắc luôn cái gì em ơi. Cái bó là uống xu thì nhớ cái gì em ơi. Cái bó là uống xu đó thấy chưa. Bởi vậy bằng này đi. Này nha. Đó. Ok, để ông chơi nha. Ô, từ lại. Nói chưa mà giờ quy định là mặt nào là của anh. Quy định đi. Hai mặt này có chủ rồi anh ạ. Mặt nào của anh? Mặt chủ mất rồi, mặt nào của anh? Mặt nào của anh? Có chủ đôi này hả? Mặt nào của anh? Anh đến luật chọn cái khác. Anh luật chọn mặt này đúng không? Mặt chữ Iraq này đúng không? Đúng rồi. Anh là cái bình. Năng lượng. Của tôi. Chơi điện số em thấy chưa? Như vậy là vũ trụ đó. Vũ trụ. Rồi đó. Đã tính điều rồi. Đúng rồi, sông nước rồi. Chơi đi. Dù em cũng phải. Chào em ơi. Dù em cũng phải ở trong nhà. Dạ. Đấy. Luật cô đội nào luật cô? Nhóm tôi đã có người. Ha 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 ha. Nếu mà tham gia vào nhà của anh Phan Đình Tùng thì cái phần việc của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Nhà của anh Phan Đình Tùng là
tận 5 người cơ. Nhưng mà bên nhà của anh Tiến Luật, mặc dù chỉ có 3 người nhưng mà là bản thân việc anh Tiến Luật mời mình, nó đã khiến cho mình cảm thấy rất là vui và cũng rất là mong muốn được làm việc cùng các anh. Và hơn nữa mình cũng là một người mà rất là thích thử những cái thử thách khó khó một chút, thì nó sẽ kích thích cái khả năng sáng tạo nghệ thuật của mình hơn. Ở vậy thử thách chinh phục chương trình tên gì? Anh trai vừa nghiện trong gái. Vì Vi nghĩ ngay tên Phạm Khánh Hưng, tại vì anh Phạm Khánh Hưng cũng là một ca sĩ cũng đã có một cái tuổi nghề cũng lâu rồi, thì đương nhiên anh sẽ có kinh nghiệm rất là nhiều, anh sẽ dễ anh sẽ chia sẻ những kinh nghiệm cho mình. Và bên cạnh đó anh Phạm Khánh Hưng cũng là nhạc sĩ nữa, cho nên nó cũng rất là cần thiết về phần âm nhạc cho cả nhóm. Thế là mọi người mới quyết định là anh Phạm Khánh Hưng. Duy là Tâm Phúc nè. Duy Tâm Phúc hả? Hay là Tâm Phúc với lại Phạm Khánh Hưng. Không, muốn màu hầm rồi. Phải có một người làm nhạc. Còn bây giờ bắt liền. Mình thấy anh Phạm Khánh Hưng ngồi đó một mình. Mình nhớ ủa, tại vì ảnh hay im lặng quá nên mình không nhận ra ảnh thôi. Chứ thật ra ảnh cũng là một thần tượng của mình. Những bài hát của ảnh luôn gắn liền với tuổi thơ của mình mà tại sao mình không nhớ ra. Rồi kế bên Phạm Hưng là một người em của mình, là Huy R. Bởi vì em ấy còn quá trẻ nên những anh trai cũng im lặng luôn. Hai người rất là trầm nên mình không có sôi động với các anh khác nên mình quên để ý. Thì cuối cùng mình nói thôi, hai người này im quá nè. Nhưng mà cuối cùng là im quá nên cũng chưa có ai chọn. Thôi vô đây. Huy! Em đi bên kia à? Em vô nhóm rồi. Không, em đang đi tìm nơi mình thuộc về. Ok, em có sự suy nghĩ. Nhóm anh có mấy người rồi? Nhóm anh có anh BB, anh Vinh. Em muốn vô nhóm anh không? Vì em vẫn đang chưa biết kiểu sắp tới nhóm anh có một đứa rap. Một đứa mà một cái tư duy trẻ. Và đối với anh, em là một đứa rất giỏi về cái tư duy trẻ. Và anh muốn có em trong nhóm của anh. Chứ thì dù ba đứa này chiêu trò thì nhiều nhưng mà già rồi. Đơn giản thế thôi. Và anh cần một cái màu tư duy mới để mà suy nghĩ. Tại vì anh với em nghe nhạc rồi. Không phải là anh không muốn kêu nãy từ đầu đâu. Mà vấn đề ở đây á là cái tính mình là đa sắc. Từ những công đầu anh muốn là ai bị không được chọn thì cứ vô. Thì mình sẽ có cách hết cho mỗi người tỏa sáng. Ủa, nhóm 5 người ý là nhóm 5 người, thêm nhóm 5 người. Nó 5 hả? Ừ. Với anh Hương. Đúng rồi, với anh Hương nó nói là 5 của mình. Ngon lành. Tại vì Hương muốn đến với anh trai mừng hàng trăm gai là Hương muốn lột xác của mình đi. Ủa? Hương muốn mình thoát xác mình không còn và Phạm Khánh Hưng mà mọi người nhìn thấy là một lãng tử đa tình ngồi với cái piano ngày nào hát tình ca đau khổ nữa. Cho nên là kỳ này là Hương muốn là biểu diễn, thực sự biểu diễn. Nói với anh Hưng với anh Vinh và bé này một cái là tại vì em làm với Huy rồi. Em chỉ cần đội mình siêng năng thôi. Siêng năng anh có 24 tiếng mỗi ngày cái là gặp nhau. Được để mà tập luyện là em rất là vui. Ai nữa ta? Mình hỏi nhanh á, mình phải nhanh không thôi là mình phải lấy. Làm sao để em biết những người đang cần? Bây giờ anh đưa ra ý kiến một về phần vấn đề sản phẩm nhé, làm theo hướng tình cảm. Hai là mình sẽ làm theo hướng wow. Lấy anh Hồng Sơn. Thì đấy, anh Hồng Sơn là tình cảm. Theo một thiên hướng tình cảm bởi vì anh là legend. Anh là legend thì khi mà anh Sơn làm một cái điều mà tình cảm ấy thì người dễ chạm đến người ta. Theo anh thì anh Sơn là không có được anh Sơn. Lấy anh Sơn thì mình làm cái bài nó thiên về cảm xúc luôn. Thiên về cảm xúc. Anh đã nghĩ bài cho anh Sơn rồi. Anh đã nghĩ bài cho Ok. Với lại em nghĩ anh yes. Ok. Cái tên Hồng Sơn ở trong cái thời gian mình lớn lên, trong những căn nhà mình từng được ở và những cái tập thể mình từng được ở thì không có ai mà không biết hết. Và sau cái concert đầu tiên thì các anh đều nói là anh Hồng Sơn là người rất là cố gắng ở tất cả những gì anh làm, những cái điều khó khăn đến với anh Hồng Sơn anh đều đón hết, anh rất là sẵn sàng để anh đón nhận trong gai. Hơn nữa thì cái ý chí về tinh thần của anh Sơn nó thực sự nó rất là sắt đá và khó có gì có thể làm cho anh Sơn nhục chí được lắm, nên mình nghĩ cái tinh thần đó nó cần thiết để cho một đội, để có được một cái nhân vật như vậy trong team thì cũng rất là may mắn. Đại ca. Hello. Đúng đại ca. Bây giờ là team của em với Bin là có mới thuyết phục được ST Sơn Thạch là đầy đủ các màu sắc. Nhóm này nhóm mấy? Nhóm 4. Còn Hưng này, còn duy nhất nữa. Còn Hưng còn duy nhất.
Không, nhưng mà bọn em có cái kế hoạch là mình vẫn làm những cái mà em nói chuyện với anh, là vẫn xây dựng một cái team vừa tình cảm chạm vào trái tim người ta, những cái mà wow mà chưa bao giờ người ta thấy ở anh Sơn, chưa bao giờ thấy ở Bin, chưa bao giờ thấy ở Bằng Kiều và Sơn Thành. Người còn lại mình có thể chọn lựa được, thì mình thấy là có anh Hồng Sơn là một cái người anh cũng trong phòng của mình, thì SC có đề xuất là nếu như mà em vào đội này thì có thể mời anh Hồng Sơn hay không, thì hai anh đồng ý liền, thì mình cảm thấy là rất là hợp lý với mình khi mà mình được kết nối với những người trong phòng và mình còn được vào cái đội mà toàn là những người giỏi hết. Thế nào nhưng mà anh phải quyết định. Không, em biết rồi, nhưng mà quan trọng là bọn em là sẽ bị áp lực khi mà gánh team đấy, gánh anh về đấy. Không cần. Em hiểu không? Những gì mà nếu mà nó đến từ cảm xúc và về tình cảm, nếu mà nó xuất phát từ anh thì em nghĩ nó rất là đáng tin, nó rất là uy tín, và em nghĩ nó rất là tinh khiết, thì em nghĩ cái điều đó nó cũng là một điểm. Bọn em là người lựa chọn, anh rất là. Nhưng anh là người quyết định. Dạ. Ok thôi. Ok anh. Anh nhá. Ok thôi. Bằng Kiều luôn luôn muốn ở trong tim của mình có một hình tượng. Khi mà xuất hiện thì mọi người không cần phải hỏi đó là ai cả. Thì anh Hồng Sơn là một người rất là phù hợp trong cái kế hoạch đó. Bằng Kiều đã mời được anh Hồng Sơn vào trong đội của mình, và may quá là anh Sơn đã đồng ý. Nhà ba người. Rồi giờ anh đánh giá đi, cặp đội nào mạnh hơn, đội nào sẽ nhỉnh hơn đội nào chút đi. Cảm quan đầu tiên thôi nha. Trước hết thì đội, ý là trước hết là duy nhất là bên đội của Dũng Hiếu với lại đội Minh Phát nè. Ý là đó, ý là mình confirm thông tin. Rồi giờ nhà ba đi. Nhà ba người đi. Nhà ba người ha, nhà ba nếu mà để hỏi. Thôi giờ 1, 2, 3 hãy mình cùng hô đội 1, đội 2 nha. Giờ sao? Mình nghĩ là đội nào dính hơn đội còn lại á. Mà chắc gì người ta đấu với nhà. Cái này đấu, đấu hết theo, mà. Không, đấu theo từng cặp á. Từng cặp của từng nhà. Là sao? Hình như là đấu theo từng cặp của từng nhà. Phải không? Em nguyện trình hay gì? Thì giờ mình cứ chọn đi. Từ để coi cái từ để đang nhìn nhiều chữ quá. Trời ơi, nhìn hình mấy anh rồi giờ không thuộc. Không. Không nhớ mặt. Mấy thì anh. Có một vài người không nhớ tên. Tên không cảm. Ngộ quá. Nếu mà tính là anh nghĩ là chắc là phần nhóm đúng rồi, nhóm đó chắc kiểu nhỉnh hơn. Không phải nhỉnh hơn mà kiểu bất ngờ á. Tại lâu, thứ nhất là lâu rồi anh Đinh Tiến Đạt không đi diễn nè. Anh Tiến Lực thì mọi người biết là kiểu hài, hiểu không? Thì cái phần trình diễn này nó khả năng cao là sẽ kiểu bùng nổ, nhiều khi kiểu viral quá, TikTok độ kiểu. Em thì em sẽ chọn đội của anh Subin. Thì em nghĩ là nó thì mang đậm kiểu cái tính dân gian, thì nhiều khi nó sẽ là. Ý là mang đậm cái tính gọi là professional đó. Ba người này là kiểu có thể là tạo được cái gì đó nó bất ngờ cho mình thôi. Thì đó là cặp đầu tiên. Nhà bốn người thì nếu mà tính mà thấy đồng đều nha, đồng đều nhất á, đồng đều nhất là chắc là cái nhà chính giữa Thiên Minh, anh Thanh Duy, Duy Khánh, Nam. Là đồng đều, là kiểu còn ý là không quá lớn tuổi, không quá già, nói chung là sẽ mang màu sắc hiện đại chút. Có thể là sẽ làm bài gì đó hiện đại, nhưng mà đều đều vậy dễ đi lắm. Mình phải kiểu bùng nổ, không anh thích gì bùng nhóm, nổ nhóm bốn người thì em nghĩ là em sẽ chọn nhóm của anh Bằng Kiều, đúng Bin, chính xác, anh Hồng Sơn và anh Sơn Thành, chính xác, đúng chính xác. Nhóm... nhà năm người hả, tại anh thích anh Kiên Ứng quá với anh Hà Lê quá nên là bị bias á. Anh thích cái nhà đầu tiên hơn. Anh thích nhà đầu tiên tại bias này. Em cũng thì... nghĩ em cũng chọn nhà đầu tiên tại em cũng thích anh Quốc Thiên nữa. Nhưng mà nếu mà chỉ chọn hai nhà thôi, ở cái like cuối anh chọn nhóm của An Hà Lê, Quốc Hiên rồi nè, không? Với lại nhóm cuối. Hay nhóm cuối kiểu cũng đều mạnh. Đều á, mạnh, nó giống boy band luôn á, nhìn y chang boy band luôn á. Đó. Rồi. Tiếp tục. Chém gió nhiều quá. Biết chịu. Chỉ bình chọn cho 33 anh tài tại 7 giải thưởng phụ đầy hấp dẫn.
Thưa chắc mình mới chọn... coi rồi mình chọn gì? Ủa mình chọn rồi mà. Gì chưa hát chưa gì hết rồi mình nhưng chọn mà, gì? Nhưng mà mình chọn rồi á, hiện tại bảng xếp hạng là có anh Đỗ Hoàng Hiệp nè, anh Ramastic nè. Ủa mà chưa hát gì hết mình chọn gì? Ý là bình chọn có nhiều cái hạng mục bình chọn khác nhau mà bảy hạng mục phụ. Vậy là không theo dõi chương trình rồi. Nói cái là biết không theo dõi chương trình rồi. Nè. Cái gì? Anh Tài được yêu thích nhất, anh Tài điệu nhảy, anh Tài ấm áp đó mấy cái này nè. Là em nhớ là có anh Đỗ Hoàng Hiệp nè, anh Ramastic nè, Subin nè. Thôi em mình chọn anh mình chọn tính tiền. Trời ơi. Từ hôm nay đến 23:59 mình thích ngày 6 tháng 9 tại trang web quaybot.vn cổng bình chọn trực tiếp của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Nghèo cũng là một cái tội sao? Xây mi, nhà mạng Gen Z, data thả ra, vote anh Tài bứt phá. Vợ và người tình phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Ôi em nói nhiều quá. Từ ngày 14 tháng 7 2024. Bây giờ chúng ta đã có 8 nhà. Mọi người sẽ phải nghĩ ra một cái tên để nói lên cái nhà của mình nó như thế nào. Cái nhà của Tiến Đạt. Rồi, ví dụ nhà anh nói gì? Nhà kể tôi, nhà nghèo. Đặt tên là... Nhà nghèo, được chưa? Tính sai. Tái sinh. Quên. Bởi vậy nãy nói làm liệu, nhóm là... Tái sinh. Tái sinh, tức là một lần nữa dựng lên một ngôi nhà mới và hoành tráng hơn. Và nhóm chúng tôi là tái sinh. Yeah. Bộ tay ơi, dòng tài sinh ạ. Tái sinh thiệt. Nếu mà không bích được Ramastic là cũng mệt á. Nhóm tôi sinh, nhóm tái nhảm. Nhảm rồi. Hãy cẩn thận. Bởi vì phía sau, ẩn sâu trong lớp cho đó vẫn có những ngọn lửa còn nằm ở đó. Yeah. Em dỗ không dỗ được nhìn tôi. Không có vỗ tay vậy. Chào các anh em, điều với tất cả anh em đây nhưng mà rất là khó khăn, nhưng cuối cùng 5 anh em vì cái duyên nào đó mà ở bên nhau được. Và khi mà nãy giờ tâm sự thì phát hiện ra là 5 anh em mỗi người một mạng luôn ha. Thổ đây ra, đây ra. Còn anh Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Đó. Và thủy đó. Sinh mộc. Yeah, nhà của Chun sẽ đặt là nhà ngũ hành. Hay quá. Em Út. Lên nói luôn. Đây là em Út của nguyên chương trình luôn. Dạ. Là em thay mặt nhóm của em xin gửi tới các anh Tài ở trong nhóm khác à. Nhà ngũ hành sẽ cho các anh ăn hành. Yeah. Nó nói cái bị lỗi. Xin chào tất cả anh em ạ. À. Nhà chúng tôi khá là cá tính. Ai cũng có một cái màu sắc khác và rất là mạnh mẽ. Đa sắc nữa rồi. Tất cái điểm chung của chúng tôi mạnh cả... mẽ lên. Mạnh chính mẽ xác lên. Mạnh mẽ lắm đấy. Thì thế là tôi tất cả cái điểm chung của mình là đam mê. Thì thế là chúng tôi là nhà đam mê ạ. Nhà đam mê đốt cháy rất ghê. Wow. Ghê quá, ghê quá. Nhìn mặt Quốc Thiên, nhìn mặt Quốc Thiên ghê. Nhìn mặt Quốc Thiên ghê quá, ghê quá. Chúng tôi là một nhà có 5 thành viên. Ở đó chúng tôi trời ơi, mang dép mệt của ghê, nhìn mệt thiệt chứ. Chúng tôi có màu sắc của vocal hip hop. Thiệt chứ trời. Và chúng tôi có màu sắc của vocal hip hop. Và chúng tôi có cả một biên đạo và một nhân tố mới kiên ứng. Rất nhiều. Và đương nhiên rồi, có một người kết nối và là thủ lĩnh là tôi. Chúng tôi xin được giới thiệu tên là Nhà Hát. Là gì? Nhà Hát mà. Bởi vì chúng tôi có tất cả những cái thể loại âm nhạc cũng giống như một nhà hát. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng nhà chúng tôi tới đây không phải để thi mà là để chơi. Nhà chúng tôi đến đây không phải để ganh đua mà để tận hưởng. Yeah. Nhà chúng tôi đến đây không phải để khẳng định mà là để làm mới. Yeah. Và slogan của chúng tôi đó chính là nhà hát rất mát. Năng lượng quá ha. Tính ra thôi nó giải năng lượng chứ ông này á. Alo alo. Xin chào Khánh Vy. Chào tất cả những người anh em trong gia tộc của mình. Hôm nay chúng ta tách ra là để chúng ta tạo nên những màu sắc mới. Chúng ta tạo nên không gian mới và nhiều cảm xúc mới. Chứ chúng ta không bỏ nhau. Đúng. Vâng. Đó là điều anh Kiều đã nói. Thì tôi xin được giới thiệu thủ lĩnh của nhóm lên phát biểu, đó là Cường Steven. Ủa? Wow.
sao cái nhóm này cồng kềnh vậy? Tinh thần nhà của em thì bọn em muốn đặt tên nhà là sao sáng, nhà sao sáng. Wow. Nhà sao sáng. Là bọn em có hen sai luôn. Rồi, rồi, rồi. Hen sai của anh đâu? Kìa, yeah, nhà sao sáng. Rồi hen sai của anh là gì? Hen sai là mình có hen sai. Nhà của anh. Nhà anh vậy? Nhà nghèo không có hen sai gì đó. Em hơi hỏi nhiều quá. Tiếng nữa. Tiếng nữa. Thôi khỏi coi nó đi. Đâu á mày đặt. Tôi nói em nghe. Gia đình này, gia đình này á. Gia đình này chỉ có một người đàn ông thôi. Coi chưa? Một chú hổ, một khu rừng. Nhà này không thể nào mà có hai chú hổ được. Nói nghe. Hổ đực với hổ cái nó khác nhau. Mà anh túi mèo mà. Nói nhiều rồi đó. Nha. Túi mèo mà. Ai cho anh bấm? Tính ra tôi định nói gì tôi quên rồi, thôi mà cứ coi đi. Cái này rất là giống của mình rồi. Là gì? Nhà. Nhà hen sai. Và cái câu slogan gì? Khẩu hiệu bọn em là bọn em đứng ở đây với những cái kinh nghiệm bọn em, với những gì bọn em phải làm, bọn em muốn nói với tất cả mọi người là bọn em yêu mọi người. Yeah. Làm được, làm được. Nghèo. Chào vâng, xin chào toàn thể tất cả mọi người. Và em là Duy Khánh. Và em đại diện cho nhóm của em. Nhóm của em là... Sorry. Mấy em ơi, mấy em ơi. Dạ, em... lên. Ok, em đại diện cho nhà của em là những con người rất là bản lĩnh, rất là kiên cường và không bao giờ khuất phục. Và tụi em cảm thấy tụi em có một cái điểm chung giống với cái hình ảnh của một cây xương rồng. Và cây xương rồng cũng là biểu tượng mà em yêu thích nhất trên cuộc đời này đến thời điểm bây giờ. Dạ, yeah. Không bỏ cuộc. Và nhà của tụi em sẽ mang tên là Nhà Xương Rồng. Ôi trời. Yeah. Và slogan của nhóm em đó chính là Nhà Xương Rồng không gì ngoài gai các anh đụng. Trời em ơi. Dập. Lại, okay. lại. Đây. Em nhục. Em lại nào. Xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người. Không có gì ngoài gai các anh khó mà nhai. Nhà Xương Rồng thân đầy gai, bọn anh không thèm nhai. Quá dữ à, quá dữ à. Quá dữ à. Bằng kiểu Messi. Xin chào các anh em. Nhà của chúng tôi có 4 người mang 4 màu sắc khác nhau và 4 gương mặt khác nhau, 4 tính chất khác nhau, mọi thứ khác nhau, cho nên là nó sẽ tượng trưng cho 4 cái rất khác nhau là xuân hạ thu đông. Nhà chúng tôi tên là Xuân Hạ Thu Đông. Cũng nhà 4 mùa ấy. Và cái mong muốn là cả 4 mùa các bạn, các anh em đều phải nghe nhạc của chúng tôi hết. Và ngôi nhà của chúng tôi có một cái slogan rất là dịu dàng. Đố các anh bắt được chúng tôi. Được sự tín nhiệm của các em, đề xuất Tùng làm chứng nhà. Sau đây xin mời người đã đưa ra ý tưởng cũng như là phát ngôn của gia đình của nhà số 8. Xin mời Kế Trân. Bố lên con, gia đình có truyền thống con nhé. Mẹ tin con. Đầu tiên em xin được chào MC xinh đẹp và tất cả các anh. Vì nhà chúng em là tất cả 5 anh em đều khác cùng nhau hết, nhưng đều có một cái điểm chung, đó chính là khao khát được đứng trên sân khấu. Nên là nhà chúng em có một cái tên rất là đặc biệt, cũng giống như là chơi chữ, đó tên là KK. Câu slogan của nhà chúng em đó chính là Nhà KK, các anh nhớ tránh xa. Tránh thôi. Thật ra cũng đâu có nhu cầu tới đâu. Ủa, vậy là chúng ta đã hoàn tất việc thành lập nhà và đây chính là 8 đội hình cho 8 nhà chính thức sắp tới cho công diễn ạ. Và
Và đương nhiên, đến với công diễn chúng ta sẽ có chủ đề. Và chương trình xin phép được thông báo và công bố chủ đề của công diễn 1, đó chính là Người thiếu niên thuở nào. Hay nghe bộ đội hả? Người thiếu niên thuở nào? Người thiếu niên thuở nào? Chắc chắn thời niên thiếu thì không thể thiếu được thời thơ ấu, đúng không? Bây giờ thì mình có thể là tuổi tác chỉ là con số, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại thì về cái thời niên thiếu của chúng ta có rất nhiều những hoài bão, những ước mơ và có thể là có những cái nuối tiếc. Thì hy vọng rằng là tất cả các anh có thể sử dụng những câu chuyện đấy của chính mình và sử dụng âm nhạc và khả năng trình diễn của mình để kể lại câu chuyện đó với tất cả mọi người. Và sẽ có 8 nhà thì tương ứng với 8 bài hát, mỗi nhà sẽ trình diễn một bài, một cái phần mà các anh phải vận động, vận công trí não nhiều một chút. Expat nó không chỉ đơn giản là những bài hát mà chương trình đưa ra nữa, mà cái này sẽ là cái khiến cho mỗi nhà khác biệt như thế nào thì nằm ở phần expat. Tức là tất cả các anh tài đều có cơ hội sáng tạo và thể hiện chính mình, bất cứ một tài năng nào, bất cứ một thế mạnh nào, không giới hạn ạ. Bây giờ sẽ là một câu chuyện khác, đó là câu chuyện chúng ta sẽ cùng nhau tranh bài hát. Có 8 bài hát công diễn và chúng ta sẽ cùng lắng nghe 8 bài hát đấy là gì ạ? Bạn có cái trống cơm à? Trống cơm thằng bên à? Thành gì? Subin. Cái này bài này sẽ là Subin và Thành gì? À, thôi đến rồi anh, thôi đến rồi anh. Thôi ngoại em đây. Đó, thôi. Biết này luôn rồi. Anh biết càng quá. Liên khúc áo, áo mùa đồng. Sao mấy bài khó quá vậy ta? Không biết bài này luôn. Bạn Kiều lấy bài này. Bài này anh cũng muốn là... Anh biết trở về thôi, anh chưa biết áo mùa đông. Thì nó ra diết và tình yêu. Với tính chất của mình sẽ phải chọn những cái bài nó có hoài niệm và nó rộng hơn cái việc là chỉ là cái câu chuyện của tình cảm, tình yêu đôi lứa. Mình, âm nhạc của mình sẽ không dành cho tình yêu đôi lứa. Bài này tiến luôn. Bài vừa nãy là thiên về trình diễn, còn bài này sẽ thiên về cảm xúc. Xin mời bài hát công diễn thứ 3. Bà kể còn nghe kìa, lâu lắm mà mới nghe là chùa bài này hay luôn. Bài này rất cảm xúc lắm. Với lại bài dưới này sân khấu á, là cái bài dưới này sân khấu là nó rất là, không biết là mát với cái kia thì nó mát thế nào đấy không? Bằng rap em sẽ kể được câu chuyện rất tốt, em tự tin với bài này. Còn bài trống cơm thì em có thể khuấy động được. Dạ. Còn nếu mà để kể câu chuyện thì em cũng khá tự tin về bài này hợp nhóm này được đó. Cho phép. Wow. Đó. Bây giờ bài này thì dễ có nhiều người dành. Ngoài cổ này, bài này cũng ok luôn nè. Bài này là sẽ có nhảy nè. Bài này sẽ có nhảy. Sẽ có nhảy. Nhìn anh nói không nên lời, tâm nín rồi bời. Chỉ dọn đến từng phút giây. Từ đầu đến giờ 4 bài này chưa có bài nào được như cái ý mà em và anh Long muốn. Cộng sách gì nhỉ? Thôi, màu của Ram. Đó, vô liền. Cái nguồn bài lâu lắm luôn rồi đó. Thanh Duy hết rồi nè. Đáng yêu. Anh nghĩ bài này là nếu mình làm tốt rất khả năng bài rồi. Rất khả năng bài rồi. Tại vì em biết sao? Nó có cái câu bắt á. Thì đã tất cả tâm sáng tâm nó đã bảo vệ rồi. Vợ người ta cho anh Thiên Ứng chọn. Ừ. Ủa, nó biết cái đó hả? Không. Là cái gì? Đó là
anh Kiên, team anh Kiên hướng là đạo diễn cho cái bài vợ người ta. À, bữa giờ ở trên cái Facebook người ta có share đúng không? Ôi, bà dễ thương luôn. Em nghĩ là như kiểu nhạc sàn luôn. Nhạc sàn luôn. Đây là thôi bắt tăng đây là lấy kích đập này. Mày hao bài này rất nhiều người dành bài cuối cùng một bên kiếm được. Cái bài mà âm nhạc của mình nó cần đấy để epic chia không gian. Wow. Epic ấy. Bài này có thể chia không gian. Và đó chính là 8 bài hát không tiến một ạ. Rồi tranh nhau. À, chắc lấy cái điểm mà cái điểm kia để tranh á. Ý là anh nghĩ là cộng hết hả? Sau màn ra mắt ở công diễn đầu tiên, mỗi anh tài đã có một số điểm hóa lực cá nhân do khán giả bình chọn. Với 8 nhà mới được thành lập, dựa vào số thành viên và số điểm hóa lực của từng thành viên, mỗi nhà sẽ có lượng điểm hóa lực nhất định để sử dụng cho các hoạt động tiếp theo trong công diễn 1. Lượng điểm này được phân chia và sử dụng như thế nào sẽ tùy theo chiến thuật của từng nhà do các thành viên thảo luận. Hãy đón chờ xem với những chiến thuật đó, điều gì sẽ xảy ra. Nãy giờ thì chơi hết, chơi hết 4-3-3 luôn. Không em, chừa lại 3 điểm em. Lỡ có gì anh em mình người còn điểm. Cho tàn em, còn cái tàn mình mới tái sinh em ơi. Mình vẫn không biết là cái tiếp theo nó là gì. Nhưng mà em nghĩ tinh thần chung của team mình đó là đam mê, cứ chơi hết, tới đâu xử lý tới đó. Đúng không ạ? Yeah. Đúng không Sean? Thật sự nó có quá nhiều đâu mà không all in, không all in thì em cứ all in đi, tại vì không được thì nó cũng về lại mình thôi. Còn được thì đi thôi, all in. Chia đôi số điểm ra, lấy một nửa làm cái quỹ để đấu giá, còn một nửa thì cứ đi. Điểm thật ra thì nó lại cũng là một giống như một bài toán kinh doanh vậy đó. Như vậy là chiến thuật của mình là sống chết về các khúc đó. Anh đấu bằng được, tức là mình phải chơi các tay. Chúng ta sẽ chính thức bước vào vòng đấu giá với đầy đủ 33 anh tài. Và sau đây sẽ là bảng thống kê. Bà trống cơm. Cái bà dưới không ai chọn. Tính là biết trống cơm anh nghĩ chắc là dance. Không ấy nè, mấy nhóm nào mà có rapper làm sẽ hay hơn. Không có thì thôi. Nhưng mà nhóm kiểu 5 người như kiểu. Nhưng mà em nghĩ nhóm của anh Bin sẽ gán lấy cái bài Ba Kể Con Nghe với đẹp sân khấu á. Có nhiều câu chuyện để kể. Tính ra cái bài cuối cũng hay mà, bài lột xác chuyện nhỏ này cũng hay mà. Ok để coi. Cơm 5 hả? Ôi. 5 người liền. Ba Kể Con Nghe 5. Ba Kể Con Nghe 5. Lột xác không ai chọn à? Không ai chọn. Ghi chưa anh, cái bài là lột xác. Tổng tác giả thôi. Ảo ảnh thôi. Lột xác quá khó. Bây giờ này giờ chiếm được nhiều quá. Trong cơm là 5 nhóm, em cũng kể có nghe bảo là nhà anh Ngọc Kiều là cũng rất là all in với một cái bài nào đó để phù hợp với cả anh Sông. Thì em nghĩ là bên đấy cũng là chọn trong cơm. Mình không có tiền. Ôi, đi nhất kẻ. Đấy, phương án tiếp theo là dịp ra đến từ phút giây. Anh không hiểu lắm. Chờ đợi. Ok, xin lỗi. Ok. Như là người gặp rất nhiều vấn đề trong việc hiểu luật chơi. Sao mình bị ngô nghê cái vụ đó quá ta? Tại vì bảo lầm. Mình hơi bị ngô nghê, dạ. Đó là cảm xúc của Duy khi mà về những cái luật chơi. Mời các anh tài về vị trí ạ. Chúng ta sẽ có 2 vòng đấu giá. Vòng đấu giá đầu tiên, mỗi một nhà sẽ đưa ra một bài hát kèm một số điểm hỏa lực mà nhà đó muốn sử dụng để giành bài hát đó. Và cái việc này sẽ được thực hiện
bí mật riêng tư và sau đấy sẽ nộp lại cho ban tổ chức để thống kê. Số điểm hỏa lực cao nhất được đưa ra ở mỗi bài sẽ chính là giá khởi điểm, giá sàn để mình có thể chính thức đấu giá bài đó trong vòng tiếp theo. Anh nghĩ là em cứ đấu giá tiếp tầm 10 điểm đi. Và số điểm cao nhất sẽ là điểm sàn của bài đó. Cho nên mình cứ để đến vòng đấu thứ hai, cái vòng này mới là cái vòng căng thẳng. Mình rất là mà, nhưng riêng những cái bài như là người ta đó chắc chắn là sẽ người bỏ tiền vào. Mình cho một ít, mình cho nhiều tiền vô là cái giá sàn rất là cao. Ví dụ như mấy cái bài mà mình có thể đưa cái giá đó cao lên, nếu mà thấy cái bài đó mình không muốn chọn mà người ta chọn nhiều, ví dụ mình đặt cái bài đó lên 200 điểm thì mấy cái đội nó phải giá sàn từ 200 trở lên, mà mình đâu có đánh giá bài đó đâu. Mình chấp nhận ung dung nó dễ dàng đó. Ừ. Biết đâu mà chơi tập tay mình vừa dịu dàng vừa dịu dàng một phút đây. Có danh sách bảng thống kê đây rồi ạ. Đến vòng đấu thứ hai, chúng ta sẽ đấu giá công khai. Chúng ta sẽ dựa vào những cái giá khởi điểm được xác định ở vòng 1 để tiến hành đấu giá công khai. Với mỗi một bài hát thì tất cả các nhà đều có quyền được. Ví dụ như anh muốn chọn bài nào? Không biết lắm, tôi biết hát chứ biết gì không. Thôi em hay hỏi với mi. Đấu giá để giành cái bài hát đó, nhà nào đưa ra số điểm hỏa lực cao nhất để giành bài đó thì nhà đấy sẽ có quyền lấy được bài đó cho phần công diễn. Xin công bố điểm khởi điểm cao nhất cho từng bài hát. Bài hát đang được lựa chọn và có điểm sàn cao nhất đó là Lột Xác Chuyện Nhỏ với 200 điểm. Ủa? Tính ra cái bài này hôm nay không ai chọn á. Oh my god. Có nghĩa là kể cả khi mà người ta không chọn bài đó mà người ta vẫn đẩy điểm bài đó cao lên để mà khi mà đấu giá, mấy đội kia đấu giá mấy bài kia không được á thì buộc là phải chọn chuyện nhỏ không? Buộc là phải chọn chuyện nhỏ thì lúc đó họ vừa phải bị mất điểm mà vừa kiểu không phải là cái bài của họ muốn nữa. Hiểu không? Hiểu được chơi không? Nhỏ cho hỏi nhà nào đưa ra con số khởi điểm 200 Lột Xác Chuyện Nhỏ ạ? Tôi. Nhà tái sinh ạ. Có nhà nào muốn đấu giá số điểm cao hơn với matchup này không ạ? Mời nhà Xuân Hạ Thu Đông ạ. Tôi hả? Em ủng hộ đội đó. Lưu ý là nhà nào mà đưa ra giá sàn đấy mà không đủ tiền mà đưa ra cái giá đấy thì là bất quyền luôn đấy. Đã đủ ạ, tất cả đều đã được kiểm chứng đủ ạ thì mới được công bố. Thôi 230 nè bồ. 230 nè bồ. Ok. Coi. Mời nhà ca ca. Đội tụi em không có tư cách. Nghèo. Ơi nói rồi, dặn rồi, biết bao nhiêu lần rồi. Cho anh hỏi là thí dụ là không có là lấy bài đó hả? Đúng rồi. Đó, ý là giờ không may tranh hết thì giờ tự lụm luôn. Đúng là tính sai mà. Cười. Đúng được, bài đó hay mà. Không có điểm quay lại với anh đâu. Tại vì đã thấy nó không có được người ta yêu cầu nhiều, tôi muốn đẩy tiền lên. Đó phải không? Mặt đỏ chén luôn rồi. Thì vô là giá sàn rất là cao. Mặt đỏ chén luôn. Cái bài đó đâu có ai đâu, đâu có ai chọn đâu. Ủa bài đó đâu có ai chọn đâu. Hiện tại bây giờ matchup Lột Xác Chuyện Nhỏ đang thuộc về nhà tái sinh với 200 điểm sàn, 200 lần 1. Rồi, 200 lần 2 ạ. Rồi. Mời nhà đam mê ạ. 220. 220 đến từ nhà đam mê. Nhà tái sinh 300. Chúc mừng anh. Không, nhưng mà anh đã đẩy cho người ta xài tiền là anh quá hay rồi. Đúng rồi. Mình cho nhiều tiền vô chút là cái giá sàn rất là cao. Là sao mình cuối cuộc chiến thuật là sao ta? Chúc mừng. Mình phải ép cho người ta xài tiền. Mình có bao giờ tính toán gì đâu.
300 lần 1. Không phải, 300 có nghĩa là nó như vậy rồi. Nhưng mà giờ là 230. Mình phải 300 ạ. 230 mà. Chương trình, cái chương trình này là cái gì mà công nghệ dữ vậy? 300 lần 1 ạ. 300 lần 2. Không ạ, à, không còn đời nào có điểm số đâu. 300 lần 3, nếu không thì matchup lô sát chuyện nhỏ sẽ thuộc về nhà tái sinh ạ. À. Với 300 điểm, sát chuyện nhỏ matchup thuộc về nhà tái sinh. Kiểu gì cũng phải có trong cái tên này. Đã. Đây, thông báo là mình hết tiền luôn rồi đó. Đi khi tham gia cái chương trình này mình không thích an toàn. Mình thích cứ... giống như nhậu về á, để xem coi là mình làm được cái gì. Nhậu về cũng đồng ý và Rang cũng đồng ý, cho nên là mới quyết định là có bao nhiêu chơi hết để mà mua bài lột xác. Ủa mà không có đủ điểm là sao kỳ ta? Lột... gì? Không có đủ điểm mà lột xác là một cái khó khăn. Cái chiến thuật phủ đầu đó là từ chiến thuật. Cái phần backup thì đều 3 điểm. Anh em mình không có gì hết. Thôi giờ mình phải đánh toàn tâm lý thôi. Bài chơi hết. Đấy rồi thì chơi hết. Chơi hết 4-3-3 luôn. Không em, chừa lại 3 điểm em. Ừ, thôi cũng được. Điểm xong lúc sao xài luôn rồi đó. Mình chơi vậy đi. Những nhà khác người ta cũng hơi rén, cho nên là mình mua được cái bài đó đi. Team tái sinh cũng là một trong những team kiểu mọi người rất là hay đùa giỡn. Nhưng mà mình không biết được cái bước đi thực sự của họ là gì, mình không biết được cái bước tiếp theo của họ là gì. Tại vì họ lúc nào họ cũng vui đùa hết. Và cái kỹ năng đánh lừa cảm giác của anh Tiến Lực cũng phải nói là phải là masterclass. Và cái Ramastic, anh hiểu quá rõ Ramastic. Ramastic cũng là một người chơi cái game này bằng trí óc chứ không phải bằng âm nhạc. Bài tiếp theo, đứng vị trí số 2 là matchup ba kể con nghe và dưới ánh đèn sân khấu với giá khởi điểm là 150. Nhà đam mê đúng không ạ? Có nhà nào muốn nâng số điểm này để giành matchup này không ạ? Ba kể con nghe và dưới ánh đèn sân khấu. Nhà hát. Nhà hát ạ. Chúng tôi trả 151. 151 ạ. 170. 170 từ nhà đam mê ạ. Đưa ra cái giá căng quá. Anh ơi sắp hết giờ thôi. 71 cũng được. 170 lần 2 ạ. Nhanh lên bên kia trả, nhanh lên đi. Dở. Dở, dở. Thôi xin cao lôi cao tả cùng với ủa anh thích bài này mà. Anh cứ đẩy giá thêm lên anh cứ đẩy giá thêm họ có tiền thích nhưng mà nó còn vượt quá cái túi tiền của tôi rồi. Không nhất chưa? Không. Matchup ba kể con nghe giấy nên sân khấu với 170. Chúng ta sẽ tiếp tục với những nhà còn lại. Vậy là có hai nhà đã lựa chọn ra được bài hát của mình, đó là nhà tái sinh và nhà đam mê. Bài tiếp theo được đưa ra đấu giá đó là số điểm 50, giá khởi điểm với matchup vợ người ta và chuyện ba người. Xin hỏi nhà nào đã đưa ra số điểm này ạ? Số điểm 50, nhà Ngũ Hành ạ. 50 từ nhà Ngũ Hành với matchup vợ người ta và chuyện ba người. Nhà này rất có tiền nha. Nhà hát ạ. 100. 100 ạ. Bibi kìa, Bibi. Nhà Ngũ Hành ạ. 101. 101. 101 đến từ nhà Ngũ Hành ạ. Nhà Sao Sáng ạ. 110, 110. Nhà Ngũ Hành ạ. 111. 111 ạ. Nhà hát ạ. 112. 112 ạ. Chờ đếm số là gì? Chơi đếm số là gì vậy? 120. 120 ạ. Mình phải tính cái bước đi để đưa bạn lên ít nhất là phải 10 em. Chúng tôi chơi với anh. Chúng tôi đâu có gì ngoài điểm đâu. Anh xong rồi mà. 122. 122. 122 nhà Ngũ Hành ạ. Mắt sắp vợ người ta và chuyện ba người. Nhà hát ạ. 125. 125 ạ. Cứ để nó đâu đi. Nhà Ngũ Hành ạ. 130. 130 ạ. 150. Nhà hát. 150. 150. Chắc chắn là matchup này phải có giá trị như thế nào thì mọi người mới tranh đấu, nên mọi người đừng từ bỏ nhé. Thôi bây giờ được rồi. Dứt điểm 150. Luôn. Cái hồi bắt đầu. Coi như mình dứt điểm luôn. Dứt điểm đi mệt quá. 200.
155. Thấy chưa? 155 thì tôi nhầm của này cả. BB Trần. À vậy ha. Đấy ha. Mời nhà hát ạ. 156. 156 ạ. Nó rất nhiều tiền nha anh. Hai đứa đứng nhất. Hai đứa đứng nhất. Ủa đi qua tới đây luôn hả? Ngũ Hành ạ. 180 ạ. Thôi đừng có trả anh vậy. Tôi nghĩ rằng là với một bài hát như thế này thì tôi chỉ trả thế thôi. Còn ai trả cao hơn thì của người đó. 180 lần 2. Bao nhiêu? 180 lần 2. Chiều chiều. Ủa, nhóm này nhiều lắm, nhiều chiều, nhiều lắm. Ngày làm cho đại hội này mất nhiều điểm. Để ơi, bên kia ra tay đi. Đi. Trăm tám hai. 182 đến từ nhà Tân Ca. Nhà giàu rất hẹp. Nhà giàu rất hẹp. Nhiều khi là 182 ạ. Muốn lấy nhà Ngũ Hành ạ. Xin phép nha. 192 ạ. 192 nâng hơn hẳn 10 điểm ạ. 192 từ nhà Ngũ Hành. 300 cái rung tay. 250. 200. 200 ạ. Càng này chúng ta cần phải có nhiều đại lao rồi đấy. Bỏ đi em. 200 ạ. Thôi được rồi. Không bỏ được. Không giống xỉn nhé. 200 lần thứ nhất đến từ nhà KK về mắt sắp vợ người ta và chuyện ba người ạ. 200 lần thứ nhất ạ. 300. Ta có 200 lần thứ hai. Mua cho anh đi mà anh thích mà mấy em. 200 lần thứ hai. Muốn. Được. Xin mời nhà Ngũ Hành ạ. Nhà Ngũ Hành ạ. 211. 211 ạ. Em hy vọng tiếp tục sẽ có số 215 ạ. Đúng. Rồi gần chán thiệt. Thôi được. Được rồi. Được rồi. Mình biết đâu mình còn phải xài tiền tiếp theo. Mình biết để dành nữa. Trời ơi. Chưa biết được cái luật của chương trình. Ban đầu thấy mấy anh ai cũng nhẹ nhàng. Mọi người nói là hả. Thôi sao cũng được. Quan trọng là anh em vui vẻ với nhau, nhưng mà sao thấy cũng đó mai vui hết trơn. Thấy cũng đó có vẻ mọi người hả tranh giành với nhau nhiều hơn, mọi người căng lắm. Lúc đó thì mới thấy được là à, nhà nào cũng có cái chiến lược riêng của mình hết, và nhà nào cũng đã tính toán trước cái việc mà phải đấu giá như thế nào, phải giành bài hát như thế nào, chứ không chỉ riêng nhà mình. Nhà ca ca. 230. 250. 250 ạ. Nó muốn cái bài nó vui lắm rồi. 250 lần chúng ta chơi vui thôi. Nhà ca ca. Không vui. 206. 206 ạ. Nhà Ngũ Hành ạ. 207. 207. Chắc thuộc về nhà BB. Nhà ca ca. Nhiều điểm hơn. 208. 208 ạ. Đâu biết được. Cái này để điểm tôi đồn cao xong rồi bỏ. 285. 285 liệu có 300 không đúng rồi? 350 ạ. Nhà ca ca. 300 đi. 300. 300 ạ. Đúng như dự đoán chúng tôi đã có số 300 xuất hiện. 300 đến từ nhà KK. Muốn lấy phải lấy mất nhiều tiền nha. 304 đi. 300 lần thứ hai. Nhà Ngũ Hành ạ. 304. 304 ạ. 304. 304 của nhà bây giờ mình nhắn đi. Bây giờ mình nói là 240. Em nghĩ là nó sẽ lấy khoảng 400 điểm. 304 lần thứ nhất ạ. Nó để dành đó. Thì bởi vậy em mới nghĩ là nếu mà giữ lại 74 điểm, ý là mình không biết là nó có mình gì. Mình sẽ rất tức nếu như ai đó 401 điểm. À, vậy thôi ok, 474. 474. À, là có 4. 304 lần thứ hai. Cơ hội không có nhiều, nếu mình thích thì nên dành nha các ạ. 320. 320 ạ. 320. Càng vậy là. Đấy, 320. Em cười tôi đi. 324. Mệt để coi mấy anh đi được tới đâu. 324 lần thứ nhất ạ. Mình hết chắc chắn rồi. 335. Chắc chắn mình sẽ có được bài này, hiểu không? Nếu bạn nữa không lấy được thôi, mình lấy được bài này. Bây giờ chắc lên một xíu, mình lên xíu 330. Ôi, nếu bạn nữa. Mời nhà các ạ. 330. 330 ạ. 330. Thôi, có gì mình xong rồi. 334. 334 ạ. Giờ đổ thì bỏ cái mới đỉnh à. Bây giờ căn bản là họ muốn lấy rồi đúng không? Lấy đúng không? Muốn lấy thì mình all in thôi. Nếu chúng ta muốn chúng ta không được từ bỏ, phải tiếp tục 334 lần 2. All in. Cảm ơn. Anh all in cũng không bằng em all in đâu. Em biết, em bảo em biết. Bỏ qua đi. 2. Dạ. 1 nha các ạ. 350. 350. Đấy. 350 ạ. 350. 350 đến nhà KK. Wow, mời nhà Ngũ Hành ạ. 354. 354 và chúng ta còn có nhóm nào, nhà nào muốn tiếp tục hơn 354 không ạ? 5 4 3 6 2 Không có nữa. Chúc mừng nhà Ngũ Hành. Bắt chấp vợ người ta và chuyện ba người. 354. Ông
hơn hay không em. Mình mà dọn ngoài đó là mình sẽ đụng với bên kia, mà tối thì mình ít tiền nữa rồi. Đó, mình câu được 300 rưỡi rồi. Mình câu được 300 rưỡi. Để câu. Đầu tể công. Toán buồn, toán buồn. Chúng ta sẽ đến với một bài mà đã được lựa chọn rất nhiều trong bảng thống kê đầu tiên. Đó là bài chống cơm với số điểm sàn được đưa ra là 50. Cho hỏi là nhà nào đã đưa ra số điểm 50 này ạ? Chống cơm ạ, nhà sao sáng. Nhà hát ạ. 60. Sao sáng ạ. 70. 80. 90. 100. 100. 120. 120 đến từ sao sáng. 130. Sao sáng ạ. 140. 140 ạ, 140 lần thứ nhất ạ. 150. 150 đến từ nhà hát ạ. 160. 160 ạ. 160 lần thứ nhất ạ. 160 lần thứ hai. Gì dễ vậy ạ? Chúng ta cùng đếm ngược ạ. 5, 4, 3, 2, 1. Bài chống cơm. Đùa mình thôi. Mình biết mà không ai họ thèm làm cái bài này đâu. Lúc đầu là mấy anh em tính là sẽ đấu giá bài vợ người ta và chuyện ba người. Lúc đầu anh em định sẽ xả điểm hòa lực vào cho bài hát đấy. Trước cái lúc vào đấu giá khoảng tầm 2 phút, 3 phút gì đấy, thì anh Long tự nhiên đưa ra một cái idea, một cái ý tưởng là tại sao chúng ta không chọn bài chống cơm. Có hai bài trong đấy là một bài riêng và bài chống cơm và một bài nữa thì mình không nhớ tên, nhưng còn lại là đều những bài mashup. Anh Tự Long đưa ra một cái ý kiến quá hay. Những cái nhóm đông người ấy, người ta sẽ không chọn bài một bài, bởi vì chọn bài một bài ai thể hiện ai không. Những cái nhóm đông người từ 4 người trở lên, người ta sẽ chọn những bài mà hai bài mashup. Và khi mà mình chọn cái bài chống cơm mà anh em mình đã có hướng anh em làm rồi, hào hứng rồi, và anh em mình để một cái số điểm nó cực kỳ an toàn cho bài đấy, thì cái khả năng của anh em mình là không phải đối chọi với cả nhiều người, mà anh em mình vẫn bảo toàn được số điểm. Ồ, cái này không nghĩ tới đúng không? Thì cái đấy là cái việc mà wow, mình cả Subin nghe quá hợp lý này. Cái bài chống cơm ấy, nó có những điểm đặc biệt là nó lại không phải là một bài hát trọn vẹn, nó chỉ là một điệu hát chống cơm thôi. Mà chương trình thì lại cho phép chúng ta được sáng tạo. Tức là gì? Chống cơm nó chỉ là một hạt proton rất nhỏ thôi. Nhưng chương trình đã cho ba chúng ta ngồi lại được với nhau. Và chúng ta sẽ nhân những hạt proton đấy, nó sẽ va đập với nhau, nó chịu sức nặng với nhau và nó sẽ tạo thành một quả bùng phá rất là lớn. Và nếu như chúng ta biết tạo ra những cái hạt nhân vây quanh nó để cộng hưởng, những hạt va đập với nó nổ ra và nó sẽ trở thành một cú sốc, trở thành một quả bom. Tiếp theo chúng ta còn một mashup nữa mà chỉ có giá khởi điểm là 1 thôi ạ. Một lần răng dở và đi qua cầu vồng, cho hỏi là nhà nào ạ? Nhà xương rồng ạ. Đấy ạ, một lần răng dở đấy chứ. Nhà xương rồng chỉ đưa ra số điểm đấu giá là 1. Có nhà nào muốn giành cái mashup này không ạ? Số điểm đấu giá hiện tại là 1. Không ạ, đếm thời gian đi ạ. Không. Mọi người chỉ ơi, chỉ một điểm thôi ạ. Mọi người ơi, đừng để không để mua cái giá hồi như vậy à. Cho không à. Có quyền mà. Giới thiệu mọi người đang là hot TikTok. Đúng rồi, vậy là hot trend. Rất hay nha. Đây rất là trend. Thôi được rồi, anh Sơn, hãy giúp tụi em đi ạ. 3 điểm. Nhà Sơn đông 3 điểm ạ. Nhà Sơn rồng ạ. 5 điểm ạ. 7. 20. 20. 21. 30. 30. 30. 35. 35 ạ. 40. 40. Bao nhiêu? 40 ạ. 40 ạ. 40 ôi, anh nghèo nó như vậy sao? Ủa? Ủa? Trời ơi, không tới 50 điểm luôn hả? Trời ơi. Đầu rồi, nếu đâu không ngờ luôn á trời. 40 lần 1 rồi, có nhà nào muốn giành cái bài hát này không ạ? Mọi người, em nói này, dịu dàng đến từng phút giây mình không thể lấy được. Tại vì đội Phan Đình Tùng 350. Ông ôn in rồi, bây giờ mình đấu cỡ nào cũng không nổ. Thì bây giờ mình còn mỗi bài một lần răng rở và đi qua cầu vòng. Đấu đây rồi nhá, đấu nhá. 40 lần 2 ạ. Nhà hát ạ. 50. 50 ạ. Đây rồi. Nhà hát 50. Đối thủ đích thực. Anh Trung, còn nhiều bài mà anh đấu bài này làm gì? Hết.
Làm gì còn? Nằm nghe sóng vỗ từng... Nhà thơ Rồng ạ. 60. 60 ạ. Bọt tràn theo 80. 80 ạ, 80 đến từ nhà hát. 100. 100, nhà sông Rồng 100. 120. 120 từ nhà hát. 125. 125. 126. 126 ạ. 103. 103. 131. 131 ạ. 104. 141. 141 từ nhà hát ạ. 145. 145. Ở đâu giá cao vậy? 55 mình đi ao đi. 150. 150 ạ. 150 lần nhất. Ngu ghê hả? 150 lần sai lầm. Sai lầm hả? Mình đâu có được đúng ngân hàng nữa đâu đúng không? Không. Trời ơi, đi chơi mà để tiền ở nhà. Đã chúng ta đúng ra luôn ạ. Đốc nữa. 150 lần 3. Đốc chúng ta cùng nhau đếm ngược ạ. 5. 4. 3. 2. 1. 1 lần đăng cửa và đi qua cầu vòng mắt sắp thuộc về nhà hát. Những cái sự lựa chọn tốt nhất của mình đều đã trôi qua tay mình hết rồi. Bởi vì là đều được những anh tài khác dùng cái số điểm rất là cao để đấu giá. Và khi mà đến với ca khúc Một lần đang dở này thì mấy anh em cũng có quay lại họp với nhau một cách rất là nhanh. Bài này phải đấu được giá. Bởi vì những cái đội mà còn đang đấu giá với mình thì có thể cái điểm số của họ mang vào đấu giá không bằng mình. Mình đang là cái đội mà có nhiều cơ hội nhất để đấu giá được cái bài này. Thì mình phải chơi luôn được cái bài này, còn nếu không phải sang hai cái bài sau, ba bài thì đều là những cái bài hát mình chưa bao giờ nghe, mình chưa bao giờ được tiếp xúc với nó. Đây là hai bài hát này là ít nhiều bọn mình cũng biết. Trong đội nhà hát của mình thì cũng có tới ba vocal ạ, tức là ba người có thể hát tốt được. Bây giờ chỉ còn bây giờ chỉ một giây thôi, bây giờ chịu nhãn từ phút giây thôi chứ bây giờ cái bài kia là chuẩn nha. Đời đâu như là mơ đâu mọi người. Tầm 3 bài đầu là mình đã mường tượng trong đầu rồi. Mình sai rồi, mình tính sai rồi. Quên rằng một điều rằng là khi người ta pick hết những cái slot mà người ta ưu tiên mà người ta không pick được á, thì người ta sẽ quay về những cái bài mà đó, ổn nhất so với những bài khó còn lại. Có vẻ như Một lần gian dở là một cái bài mà kiểu có độ nhận diện cao và nó cũng dễ làm nữa. Ba nhà nữa sẽ đấu giá đó là Xuân Hạ Thu Đông, Sương Rồng, Kaka hiện tại bây giờ đang chưa có bài. Vậy tính ra vậy nhà bên đây là có bài hết rồi. Thôi cái nhà giàu không bên nữa. Tiền muốn nói gì nói. Không có má con gì từ hôm nay cả. Ta còn 3 bài nữa là Tỉnh Thức Sau Giấc Ngủ Đông, Liên Khúc Áo Mùa Đông và Trở Về Mashup. Và Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây và Bước Đến Bên Em. Tổ bên kia chắc chắn sẽ lấy Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây thôi. Nó 350 lần. 350 lần. Nó bây giờ còn có 3 bài rồi. Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây sao đi đấu rất nhiều. Bảo đảm Dịu Dàng là bên anh thôi, là nó không quá giàu. À, bên này team vocal. Không nghĩ là mấy cái bài này không có lấy. Ba vocal luôn. Chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo. Không có một số điểm nào được đưa ra. Tỉnh Thức Sau Giấc Ngủ Đông ạ. Có ai đưa ra khởi điểm không ạ? Thôi bọn em đừng tranh của bọn anh nhá, tức là lấy đại đấy. Bây giờ mình mà lấy là đội này là cháy luôn, là phải sang hát là Dịu cháy luôn, là phải sang hát là Dịu dàng. 5 đồng đây. Họ chỉ để có 40-50 điểm, 40 điểm nữa đó. 40 điểm thì miễn thương. Nhận giờ chẳng lẽ mình để 45 điểm ta? Thế mình là mình phải lấy luôn á. 30 đi, cho 30 đi. 5 điểm lần 1 ạ. Mất hình nãy giờ luôn. 5 điểm lần 2 ạ. 5 4 3 2 1 Yeah. Trong đội có rất là nhiều anh lớn và hiện tại cái số lượt bình chọn của mình nó không quá cao, cho nên là mình cần phải có những cái chiến thuật đúng đắn nhất. Thì đó lý do tại sao mình nói là các anh bây giờ mình cứ tạm thời mình để dành điểm đi, mình chỉ lấy một số điểm rất ít để ra để mà mình mua bài đấu giá bài hát. Tóm lại là trong những cái bài hát mà hot dễ làm hay thì chắc chắn các đội sẽ bỏ ra rất nhiều tiền để đấu giá. Thì mình bản thân trong cái nhà mình là không có nhiều điểm lắm, thì mình khoanh vùng những cái bài hát mà các nhà khác sẽ ít chọn hoặc là không chọn. Khoanh vùng cái số bài hát mà những nhà khác không chọn và mình sẽ focus vào đó. Giống như chúng ta chơi đánh cờ không vậy?
gần như là đều phải có những cái động tác giả, đều phải có những đưa ra các cái phương án dự phòng, 3-4 phương án dự phòng, và chúng tôi đã thành công trong cái việc là bỏ ra một cái số lượng điểm tương đối gọi là gần như thấp nhất trong căn nhà đi. Thế nhưng chúng tôi đã lại chọn được một cái bài hát đúng theo mà đội trưởng Bằng Kiều đã đưa ra. Bài đấy mình nói luôn, bài chỉ ngoài Kiều chẳng ai hát. Xuân Hạ Thu Đông, Xuân Hạ Thu Đông nó có tí mùa màng vào đấy. Bạn thấy tôi nói đúng không? Xuân Hạ Thu Đông. Giữa nhà Kaka và nhà Sương Rồng, chúng ta sẽ tiếp tục đấu giá bài dịu dàng đến từng phút giây và bước đến bên em. Bên bển để có 140 thôi. Bây giờ mình chỉ đó, quá đơn giản. Người ta có thấy có 140, người ta không có đủ tiền đấu giá với cái bài chính của bên đây mà bên kia phỏng tay trên rồi, anh hiểu không? Mình, không đủ tiền để phỏng đánh mình, luôn. Mình mua bài này chắc chỉ có 140 lên rồi. Đủ 141 cho em. Ừ, là đủ. Bây giờ xong. Đó, thấy không? Bây giờ là khả năng là bài này thuộc về mình. Anh ngu ghê lắm. Bên kia nhiều điểm lắm hả? Ừ. It's a game. It's a game. Họ đưa cái điểm đấu giá là cao hơn mình. Nhiều. Hồi nãy họ đấu với bên kia là tới gần 300 điểm mà. Họ đã đâu đã mất đâu, đúng không? Hai nhà Kaka và Sương Rồng có ai đưa giá khởi điểm không ạ? Dạ, giá khởi điểm bao nhiêu anh? Chỉ nhiều 3 điểm thôi. 3 điểm ạ. Tụi em ấy không nhiều tiền bằng tụi nó đâu. Cho nên nó sẽ đấu giá bằng được bài dịu dàng. Thà em bỏ 1 đồng ra mua bài này, bởi vì bài này Duy tải tốt luôn cái liên khúc mà mùa đông với lại trở về này này. Trong mùa đông là Duy tải cực tốt bài 100 điểm. 8 điểm. 100 điểm. Ủa, 100 điểm hả? Ôi xin lỗi em, này em nghĩ là người ta không thèm bài của em nữa. 101, 150, 150. Ôi, sao đâu mà thấy chưa? Anh nói là nói giỡn mà nó xạo. Ok. Cứ 1 điểm 1 thôi. Cứ 1 điểm 1. Dạ, cứ 1 điểm 1 thôi anh. Ờ, thì thế thôi. Rồi đâu ổn định luôn. Muốn lấy đi nè. 151. Mời anh. Em hết tiền rồi, hết tiền rồi. Phải chưa? Em nói mà. Xong rồi bài kia luôn. Điểm. Thấy chưa, em nói là bị phỏng tay trên. Bên đây bị phỏng tay trên. Tại vì rút ra có 150 à. Nãy nói 140 với lộn đó. Lấy có 150 ra à, nên bị phỏng tay trên. Bây giờ hát cái bài khó luôn. Trời ơi. Ngu quá, ban đầu không có tính tốc cơm là không được. Tại sao chắc cũng không được. Giờ là cái tính tới cái chuyện đó. Chơi mà mua win. Tại vì em không, không phải tự gì anh còn. Không. Ê, nói lại nó là bài gì giờ để anh sợt liền. Do tụi anh em không nghĩ là cái bài luôn. Cái bài một lần mùa đông mà chọn. Cho nên tụi em nghĩ là nó sẽ sao mà ít tụi được. Ta đã biết nhà Sương Rồng là có mashup liên khúc áo mùa đông và trở về. Tuy nhiên nhà Sương Rồng vẫn cần phải bỏ ra một số điểm để mua lại bài này. Số điểm đưa ra là mời nhà Sương Rồng. Một điểm. Một điểm cũng là điểm của anh. Mùa đông và trở về dùng nhà thuộc về nhà Sương Rồng. Cái bài của đã chốt là bài áo mùa đông không nằm trong kế hoạch của mình. Bài đó mình xin lỗi là tại vì cái lứa của tụi mình không có biết về bài đó. Và mình không biết là mình có làm tốt được hay không. Và mình cố mình nhắm mắt lại để mình tưởng tượng cái concept thì nó cũng không có hình dung ra được. Đó, nên là đối với mình cái giây phút đó kinh khủng lắm. Ngay giây phút đó hay. Thì không biết làm có ngờ được không? Anh Bùi Công Nam. Anh Bùi Công Nam quay nhưng qua mà, và nhưng mình vô mắt Khánh. Và nói được, ngắn gọn là không sao, để mình tìm cách để mình làm lại cho nó. Mình tìm cách mình làm là mình remake nó lại. Không sao cả. Tuyệt vọng. Tăng vỡ đúng là cái câu là gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi, mình đau thì cũng đã đau rồi, mình tha thứ cho nhau được chưa? Chấp nhận thôi. Thật ra thì lúc đó là Nam vừa có phút hoang mang và cũng có suy nghĩ rằng là đây sẽ là một cơ hội của mình thực sự luôn. Trà bút non T365 ngon đỉnh cao. Đã vậy. Đã trời. Số người ta. Sau ngày đấu giá bài hát cho công diễn 1 với chủ đề Người thiếu niên thổi nào, Đại hội thể thao ngoài việc giúp gắn kết 30 anh tài trong chương trình thông qua các trò chơi vận động thì đây còn là cơ hội để các anh gia tăng thêm điểm hóa lực cho nhà nhằm phục vụ cho hành trình bước trong dài tiếp theo.
một người bạn nữ có này không? Có quá. Tức là có kiểu như mấy hoạt động ngoài quá. Chào mừng các anh tài đến với hoạt động Đại hội Thể thao Anh Tài. Xin mời các anh bước qua cổng chào đại hội để chinh phục những thử thách đang chờ đón mình các anh. Là... sao là thế thì có một số nhóm biểu diễn chứ. Tiêu mà. Đại hội thể thao. Hơi. Em ơi. Nè nè, coi học hỏi nè, coi học hỏi nè. Nè coi nè. Đi đều đều cái coi. Trời ơi. Em cua luôn nè, em cua. Quẹ quẹ vòng xoay vòng xoay vòng xoay. Yên tâm. Có xe đạp. Phan 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 phan. Xin chào tất cả các anh tài đã đến với Đại hội Thể thao Anh Tài năm 2024. Và hôm nay em sẽ tham gia cùng với các anh tài trong vai trò là MC ạ. Đúng quá trời. Với ba thử thách bao gồm: thử thách đạp xe ném bóng, chưa được một phút thứ bình tĩnh. Đúng rồi, cố lên bạn ơi, cố đâu đến đây. Chúc mừng đã về. Trước khi đến với trận đấu tiếp theo thì đội em mặc dù là không đứng nhất nhưng mà cũng đứng nhì, thì cảm thấy rất là vinh dự nên là tụi em cũng có những cái món quà dành tặng cho mọi người, bởi vì không khí hiện tại đang rất là nóng nực. Yeah, và đây là những chai trà Búp Non T365 ướp lạnh thơm mát đó, gửi tặng cho tất cả mọi người ạ. Rất là ngon, rất là ngon. Dạ xin mời tất cả mọi người ạ. Anh em ơi, ra lấy trà đi. Mình phải quảng cáo gì hết. Chạy luôn nó đi. Yo! Trà Búp Non. Là ông có hát thiệt luôn hả? Đã vậy trời. Búp Non Non. Sướng vậy. Trà Búp Non T365 hãy bốc mùi của Nam viết nhạc quảng cáo. Gì vậy? Ơi vậy. Bây giờ sẽ là luật chơi của vòng 2. Là luật chơi của vòng thứ 2 sẽ tiến hành đua xe go-kart với 2 đợt chơi, mỗi đợt là 4 nhà. Thử thách nương đua tốc độ. Ba môn phối hợp, hình thức chơi sẽ là đua tiếp sức, vẫn là 8 nhà sẽ tranh tài với nhau. Mỗi nhà cử ra 2 người chơi, 2 lượt chơi cùng một lúc, mỗi lượt là 1 nhà và tổng tất cả chúng ta có 4 lượt chơi. Ở chặng này 8 nhà sẽ phải vượt qua 3 cửa ải. 3 2 1 bắt đầu. Thử thách ba môn phối hợp. Tám nhà với số điểm hỏa lực có được sau Đại hội Thể thao Anh Tài sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp cho tám nhà vượt qua mọi chông gai. Lỗi tại ai? Phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh VTV Gia Quan Movie từ ngày 5/7/2024. Đây là chông gai đấy, chông gai với Khánh đấy. Quảng cáo tiếp. Nhìn lại chông gai.
nhưng mà sẽ cố gắng làm trẻ nó lại. Tính được miếng nào không? Mình chán. Chưa ăn gì luôn, đói quá. Mình chán. Cái kiểu này ví dụ như là có những cái đoạn là hát từ Omega không? Nhưng mà cái màu hay nha. Thế là nếu mà cái vibe của những người nghe những cái bài này thì những bài hay ghê. Em vẫn thấy hay. Hay. Chỉ là em không làm được thôi. Vậy là cái vibe này nó đang khác biệt với tụi mình. Ví dụ em hát Omega được không ta? Em luyện ví dụ mấy ngày. Anh nghĩ là nếu như mà em làm được nha, nó sẽ rất bất ngờ luôn Khánh. Khánh hát được. In another life. In another life, I'll be your girl. Khánh hát cái giọng đó được, nếu mà em làm được. Nhưng mà em ra cái sẽ giọng này đâu có giống opera đâu hả? Nhưng mà cái này thật ra bài này cũng không phải hẳn là opera đâu. Nó chỉ là một bài hát nhạc pop ballad bình thường thôi. Nhưng mà do những người ca sĩ này gì đó mà tại vì. Nhưng mà nếu mà opera thì nó cũng hơi an toàn hơn. Không, nó lại được phá nha. Nhưng mà nếu mà làm được cơ. Với làm được và cái phần âm nhạc nó phải khác. Tại vì nếu mà anh cảm giác mà chỉ đứng đó mà opera thôi, nó đúng, không, đúng, nó không có giải trí. Mình phải quan trọng nhất là giờ mình phải làm giải trí. Anh luôn phải tiền quyết trong đầu. Khi mà vào cuộc thi nha, biết là mình sẽ phải có tính sân khấu. Nhưng mà cái bài hát nó phải có cái tính thì giải trí. Phải có tính thì hiểu. Đó là cái điều mà em đến với chương trình đó. Giới trẻ nghe được đó đó. Vì lẽ đó em đến với chương trình đó. Quá là khó khăn, quá là khúc này nó Hello, đâu? Nam, Bùi Công Nam. Yeah. Em khỏe không? Hey! Em chào các anh, em gái trên lửa Trần Thanh Bình. Hello mọi người. Thanh Bình đến đây không chỉ để chúc mừng các anh mà còn đem đến một số thông tin vô cùng quan trọng trong công diễn 1. Thứ nhất, quy tắc bình chọn của công diễn với phần luật chạy phiếu. Quy tắc chạy phiếu như sau. Mỗi một khán giả sẽ có 3 lượt bình chọn cho 3 tiết mục khác nhau. Sau khi kết thúc mỗi một tiết mục, khán giả có quyền bình chọn cho tiết mục vừa hoàn thành, đồng thời có thể thay đổi những phiếu bình chọn trước đó. Chính cái việc chạy phiếu này nó làm nó thay đổi cái cục diện của cái cuộc chơi. Nó làm càng làm cho mọi thứ nó phức tạp hơn nữa mà không thể nào mà mình buộc phải tính toán cái vị trí của mình đó. Nếu không thì nó là một cái bất lợi rất là lớn. Bởi vì là cái phần bình chọn của khán giả nó khá là đặc biệt như thế này cho nên quy tắc lựa chọn thứ tự biểu diễn cũng hết sức đặc biệt. Chúng ta sẽ đến với phần công bố quy tắc lựa chọn thứ tự biểu diễn. Chúng ta có 8 nhà và mỗi một nhà sẽ có một điểm hỏa lực lựa chọn thứ tự biểu diễn. Điểm hỏa lực lựa chọn thứ tự biểu diễn bằng điểm hỏa lực còn lại sau khi đấu giá cộng với điểm hỏa lực trong lưu trữ cộng với điểm hỏa lực giành được sau ngày đại hội thể thao. Yeah. Bây giờ mời tất cả các anh sẽ cùng hướng mắt lên màn hình để xem số điểm của mình. Ai, không muốn coi luôn á. Xuân Hà xuống đâu nhiều thế? Trời ơi, tái sinh xuống quá vậy. Nhà đang có số điểm cao nhất là nhà Xuân Hạ Thu Đông với 455 điểm. Và nhà đang có vị trí khiêm tốn nhất là nhà Đam Mê với 145 điểm. Không có chúng ta đã biết điểm của 8 nhà rồi ạ. Vậy thì bước tiếp theo mà chúng ta sẽ làm là gì? Em sẽ tiếp tục công bố quy tắc lựa chọn thứ tự biểu diễn. Lần lượt bắt đầu từ nhà có điểm thấp nhất, thủ lĩnh đại diện sẽ bước lên vị trí bảng và lựa chọn thứ tự mình mong muốn. Đến lượt thứ hai, các nhà sẽ có 10 phút để thay đổi thứ tự biểu diễn của mình. Quy tắc thay đổi thứ tự biểu diễn ở trên bảng thứ tự biểu diễn như sau. Nhà có điểm cao sẽ có quyền thay đổi với những nhà có điểm thấp hơn.
chúng ta chỉ được thay đổi thứ tự biểu diễn giữa nhà mình và những nhà có điểm thấp hơn, chứ chúng ta không được can dự vào những nhà khác nhau. Cảm nhận của anh là mình không nên gần cái nhà xương rồng, tại vì đó là một tiết mục chính thống mà tiết mình của mình nó rất là tương phản. Hợp lý, hợp lý. Mình cứ lên mình thảy vào cái vị trí cuối thôi, còn ai đổi thì mình tính tiếp. Trừ khi là hai cái nhà Xuân Hạ Thu Đông, nhà Sơn Sáng muốn diễn cuối thôi thì sẽ đổi được với mình. Số 5 đẹp. Em á, năm là số đẹp. Số 5 là số cân bằng. Mình quan tâm nhất cái nhà nhiều tiền, nhưng mà nhà họ là vừa nói là không trùng với là số 5 nhà mình rồi. Vị trí bảng để gắn bằng tên của mình vào vị trí thứ tự đó chính là nhà đang có số điểm khiêm tốn nhất, nhà Đam Mê. Rồi. Anh, các anh thích chọn cái nào thì các anh hãy chọn đi nhé. Được đổi. Cảm ơn các nhà. Bây giờ đang là thứ tự biểu diễn tạm thời sau lượt 1. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có 10 phút để hoán đổi vị trí thứ tự của nhau. Bài em khó lắm mọi người ơi. Rồi thì anh đổi đi. Trâm, ba đổi đi. Ba làm cách nào đâu câu giờ. Bài em khó lắm mọi người ơi. Câu giờ. Đổi luôn, đổi luôn chứ này. Đội này diễn thứ 7 thì mình bỏ cho số 6 là mình đi xuống thôi. Số 5 đã mất chỗ. Bây giờ mình cứ số 5 thôi đúng không? Rồi rồi, là anh Tự Long không còn chỗ số 5 nữa. Thì Tự Long lại xuống số 8. Anh xuống số 8. Vậy anh đổi xuống số 8 đi. Thì anh thôi, anh đổi. Anh thôi, từ nay về sao anh muốn gì em cũng chịu hết nha. Anh đừng coi quá anh Long. Baby, số 4 ok không? Ok. Em ok. Anh ơi, số 4 là số Tử, ok. Là Tử. Ủa, anh ơi, sao? Tìm sao cách đi anh. Cái sinh cũng đẩy mình đi à. Còn một nhà nữa là nhà hát à. Rồi nhà số 2. Thôi số 4 rồi. Còn 6 phút ạ. Đấy không, Tây Sinh đẩy mình đi, mình cũng xuống 5 mê à. Ngũ Hành đổi rồi mà, Ngũ Hành đổi rồi về. 427 thôi, mình chỉ còn cơ hội là 427 thôi. Ngũ Hành đổi rồi. Ủa, Đam Mê đâu được đổi nữa. Vì là mình là đội có điểm ít nhất, cho nên là mình không có cơ hội để được chuyển thứ tự. Số phận có thế rồi thì biết làm nào bây giờ. Thì cứ phải cố gắng hết mình thôi. Đúng là đâu cũng vào đó thôi. Nhà nhiều tiền lắm. Ờ. Ê, ê, đâu có được. Đứng là tầm này. Ê, đâu có được. Điểm thấp mà đòi đổi gì. Điểm thấp mà đòi đổi gì. Anh tỉnh táo sao mình đứng ra được vị trí của mình đó. Mà rất là dạng tay, rất là dạng tay nha. Tôi đang tự hỏi là tại sao mọi người lại để nhà xương rồng đạt được mục đích của mình dễ dàng như thế? Đúng vậy. Vì đúng tôi vậy. Nói sao giỏi anh? Diễn cuối cùng rất quan trọng. Vì điểm diễn cuối cùng chính là điểm cuối cùng mà khán giả ấn tượng. Và chúng ta có một cái đợt chuyển phiếu và đổi phiếu. Mình tử xong mình tái sinh mà anh nó hợp nhất nhóm của anh. Hết giờ rồi, hết giờ đi. Hết giờ đi, nhanh. Ban tổ chức chỉ chấp nhận thủ lĩnh lên thôi ạ. Hết giờ đi, hết giờ đi. Tôi đang thấy là tôi không có quyền quyết định, nhưng tôi đang thấy là mọi người mà nhìn dưới đường không biết mình hát cái bài. Ngây thơ vô số tội của nhà xương rồng. Anh ơi, sao lại như vậy? Anh Tài. Anh Tài. Rồi anh thấp điểm hơn rồi em. Anh không có quyền ý kiến ở đây. Anh chỉ nói cho anh em biết thực sự bên trong các em là gì thôi. Không, chỉ có những đội cao điểm hơn tụi em mới được quyền khuyên nhủ điều đó. Ok. Kiều ơi, bạn đổi ngay đi. Bị bài của bạn sau bài của tôi, bài bạn bị bóp chết. Chết làm sao được mà chết. Tôi lại quánh tụt cái bài của bạn. Nghe đáng ghét quá. Anh kêu anh nói là anh sẽ đánh tụt cái bài của anh Long. Tôi lại muốn là đánh tụt cái bài này. Cường Seven và Soobin khi mà sát lại với nhau đã là một nhà mạnh rồi. Thêm Tự Long là một con quái vật của sân khấu nữa, với cộng thêm ca khúc mà nhà bên đó đã chọn được thì đúng đây là một đối thủ đáng gờm. Tụi mình đã có chiến thuật để mình khắc chế cái việc bài Chống Tôm nằm ở team anh Tự Long bằng vị trí trình diễn. Đó là những gì bọn mình đang đau đầu để mình tính toán thật là kỹ càng. Xuân Hạ Thu Đông đã muốn chọn thứ tự thứ 6 từ đầu rồi, nhưng mà chỉ đang
trộm lông cháo phụng rồi đánh lừa mọi người thôi. 10 9 8 không đổi hả? 7 Cường 6 5 4 3 2 1 And welcome back to this US Open Office Plan. Miller just lobbed a message way over Jones. Nhóm hát đầu tiên mình sẽ là cái đội tiên phong đầu tiên để cho khán giả thấy được cái sự bản lĩnh của nhà đam mê. Tôi muốn nhìn vào tất cả mọi thứ, nó có cái hay ho của nó. Khi mà mở màn thì mình không bị căng thẳng nữa, mình có thể ngồi xuống relax và mình thưởng thức được những cái phần trình diễn tiếp theo. Và đặc biệt nữa là mình không bị mất sức. Tại vì là mọi người, khi mà mọi người phải chờ đến cái phần trình diễn của mình ấy thì nó cũng rất là mất sức và nó rất là, và nó đánh vào cái tinh thần của mình kinh khủng khiếp ấy. Và với thứ tự biểu diễn vừa rồi thì Khánh Vy tin là mỗi nhà đều đã có những ý tưởng và chiến thuật trình diễn khác nhau để tạo ấn tượng cho khán giả. Chúc các anh có một đêm trình diễn bùng nổ và thành công. Chào các anh. Rồi, tuần sau coi. Tuần này không có diễn gì hết. Quá đã. Hướng dẫn các bước bình chọn những hạng mục giải thưởng của anh Sơn. Này bình chọn rồi. Chọn. Đó rồi. Kiểu có thi sinh á. 33 anh tài tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Cuộc đua âm nhạc rực lửa, trí và tài. 20 giờ tuần. Trai Vượt Ngàn. Wow, không có thi sinh không? Quá đã, tuyệt vời. Tuyệt vời. Một tập không có gì hết. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Yeah. Và đó là cái reaction đó, reaction, yeah, quá đã. Thôi thì tôi mong là tôi và Mia đã đem lại một cái năng lượng gì đó tích cực cho các bạn thông qua cái reaction video này. Thật ra là cái video này nó giống là một cái video mà mọi người ngồi xem chung với nhau hơn. Ừ, nhưng mà đó là cái thứ mà tôi cũng muốn. Thì ví dụ các bạn coi chương trình này một mình, các bạn buồn quá thì các bạn có thể bật cái tập này lên coi với tôi với lại Mia. Ok. Thì ok, tạm biệt mọi người. Cảm ơn Mia đã lên video. Thì nếu mà các bạn muốn Mia xuất hiện trên tập 3 là tập tôi nghĩ là sẽ có trình diễn của Anh Trai Trong Gai gì? Tập 4 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có sự xuất hiện của Mia trên reaction video này thì hãy comment phía bên dưới để cho tôi biết nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thôi đặt câu hỏi cho mọi người đi. Kiểu câu hỏi là gì? Kiểu bài hát mà mọi người sau khi mà biết rồi mọi người mong chờ nhất là tiết mục nào? Thôi tới khúc cuối em còn hỏi này. Đi hỏi hết, hỏi lắm. Đi hỏi đi. Hỏi cái gì? Hỏi là kiểu mọi người mong chờ tiết mục nào nhất? Kiểu vậy đi. Đi. Ờ, đi. Đi. À. Thôi thôi, tại sao tôi không biết. Chắc chưa? Mệt quá. Thôi tôi hỏi giùm mọi người ha. Thôi vậy đi, tôi hỏi mọi người ha. Là tập 4 tiếp theo á là tiết mục nào là mọi người mong chờ nhất? Và vậy thôi. Rồi, ok. Thì nếu mà các bạn muốn thấy Mia ở trên reaction video của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tập 4 thì comment phía bên dưới. Và đừng quên like cái reaction video này nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tạm biệt mọi người. Peace. Hẹn gặp lại. Nhớ cái việc uống nước nhé. Always stay hydrated, guys. Peace. And I'm out. Tạm biệt mọi người.